Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Võ Lâm Bá Đồ của tác giả Hà Tả. Tập 24. Chương 231: Tiến hành loại trừ. Trong vòng thi đấu chọn top 14, Phó Thiên Minh vẫn không có gì lo lắng, xử lý một diễn viên quần chúng mang hai tuyệt học không trọn vẹn. Người duy nhất gặp bất trắc là Vô Song Ngư. Hắn gặp phải Tiểu Nhị, đối mặt với Thiên Địa Tam Tuyệt Đao, hắn dùng quỷ kế, định đổi một cánh tay lấy cơ hội xuất chiêu Lý Đại Đào Cương phiên bản tăng cường vào ngực Tiểu Nhị. Kết quả thực đáng tiếc, hắn không để ý đến điểm huyệt của Tiểu Nhị có tăng sát thương nơi yếu hại, cánh tay cũng có huyệt đạo, bị một đao chém tới hấp hối. Cuối cùng top 14 cũng xuất hiện, mọi người đều hiểu rõ, trận đấu tranh top 7 sẽ cực kỳ kịch tính, bởi vì 14 người còn lại đều là cao thủ không chút gian dối. Danh sách 14 cao thủ như sau: Pháo Thiên Minh, Vũ Lý Hoa, Chân Hán Tử, Kiếm Cầm, Tiểu Nhị, Tinh Ảnh, Phích Lịch, Lam Sắc, Độc Hành, Long Thành. Ngoài ra có cao thủ môn phái Ẩn Thế Thiên Sơn Phái, Long A, tuyệt học Truy Phong Kiếm Pháp, không tính kỹ năng và trang bị tăng cường, cũng không chậm hơn Pháo Thiên Minh. Thuộc Tinh Anh Đường, Long B, vũ khí tên là Ly Biệt Câu, chuyên phá trường kiếm trong thiên hạ. Thuộc Tinh Anh Đường, Long C, Cái Bang, đả cẩu bổng không trọn vẹn. Nội công là tuyệt học, Hồn Thiên Khí Quyết, cũng thuộc Tinh Tinh Đường. Trận thứ nhất là trận hèn hạ, Tinh Ảnh chiến Vũ Lý Hoa, khung cảnh là miếu hoang. Hai người khách sáo một phen, bọn họ coi nhau là bằng hữu, nhưng không thân thiết lắm, không cần phải e dè. Sau đó giao đấu, Vũ Lý Hoa dùng trưởng cương mãnh, Tinh Ảnh dùng quyền nhu hòa. Hai người gặp đối thủ, đánh đấm chừng nửa giờ, cuối cùng Vũ Lý Hoa trong sáng bị Tinh Ảnh lôi đến ven vách núi mà không hề hay biết. Sau đó Tinh Ảnh rất hèn hạ dùng một chiêu mượn lực đá lực hất Vũ Lý Hoa rơi xuống vực sâu vạn trượng. Trận thứ hai là trận quân tử, Sa chiến Phích Lịch. Sau ba chiêu, Phích Lịch chân thành nhận thua, Sa cũng rất khách sáo nói vài câu xã giao. Trận thứ ba là trận âm hiểm, Kiếm Cầm chiến Long B. Trận này lại có phiền toái. Kiếm Cầm đứng trên đỉnh núi gọi vọng xuống Pháo Thiên Minh, chử trà, ta không có phá câu, phải làm sao? Chuyện này khiến con sói mơ màng suy nghĩ lung tung. Thật ra, khi nhìn thấy Ly Biệt Câu này, Pháo Thiên Minh rất đau đầu. Cái móc câu này tuy thân ngắn hơn kiếm nhưng rất phiền phức, thiết kế rất xảo quyệt, ngay cả khi đối mặt với kiếm nhanh cũng có thể dễ dàng quấn lấy. Nguy hiểm hơn nữa, đây là một trong số ít vũ khí hai tay, cũng chính là bên trái một móc câu, bên phải một móc câu. Đây là nguyên bộ đầy đủ một tay giữ kiếm, một tay giết người. Trước tình huống này, Pháo Thiên Minh chỉ có thể nhún vai tỏ ý mình cũng bất lực. Đổi lại là bản thân có thể dùng khinh công và thân pháp né tránh, chiếm ưu thế chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng với Kiếm Cầm, bắt đầu, Tiểu Thiên Sứ ra lệnh. Kiếm Cầm và Long B giao đấu mà không nói một lời. Móc câu xếp hạng thứ 7 trong thập bát ban binh khí, nhưng không nằm trong cửu kiếm phá giải. Pháo Thiên Minh nhìn Kiếm Cầm lùi dần, nghĩ thầm không biết Kim Tiền Bối quên mất hay là đám thiết kế tìm ra lỗ hổng. Đến chiêu thứ 7, Kiếm Cầm bị khống chế. Chiêu thứ 8, móc câu quấn lấy kiếm, khóa chặt rồi lôi đi. Trước mặt Kiếm Cầm xuất hiện sơ hở rất lớn. Chiêu thứ 9, Long Ất đưa móc câu trái ra. Chiêu thứ 10, tay trái Kiếm Cầm dùng chiêu vô danh. Chiêu thứ 11, Kiếm Cầm đâm Bích Huyết Đan Thanh vào tim Long Ất. Chiêu thứ 12, kết thúc trận đấu. Vô danh cũng có danh, vô chiêu cũng là hữu chiêu. Chiêu vô danh này tên là vô danh, bởi vì chiêu này không được thanh nhã nên gọi là vô danh. Nguồn gốc từ lưu manh đầu đường xó chợ, còn có cái tên khác là ném vôi bột. Xem xong, Tinh Ảnh cảm thán, sông Trường Giang sóng sau xuống sóng trước. Chử trà, ngươi có cảm nghĩ gì về việc này? Xã hội này ngày càng khó sống. Pháo Thiên Minh lau mồ hôi lạnh. Bao vôi bột này 8-9 phần 10 là Kiếm Cầm chuẩn bị sẵn để đối phó với mình. Quân tử dễ tránh, tiểu nhân khó phòng. Có thể đoán trước rằng trong hoàn cảnh hun đúc như thế này, lũ đạo trích sẽ nhô lên như măng mọc sau mưa. Hôm nay là ném vôi, không chừng ngày mai sẽ tạt axit sulfuric. Ta vẫn còn quá thuần khiết, cần phải cố gắng thêm mới được. Giang hồ nguy hiểm, sinh tồn thật khó khăn. Trận thứ 4,
trận tam hại, thanh mai trừ trà chiến độc hành. Gió cuốn theo cát mịn rửa sạch oan nghiệt giữa trời đất, hai võ sĩ cô độc đứng im lặng giữa sa mạc cát vàng rộng lớn. Vốn là ngươi, Phó Thiên Minh nhìn mũi kiếm mà mặt không chút biến sắc, đầu óc thanh tỉnh, trong mắt y chỉ có thanh kiếm. Cứ như từ nhỏ y đã luôn nhìn vào lưỡi kiếm, xem ra ta không nên đến. Độc hành vuốt ve lưỡi đao, cảm nhận sát khí của ma đao. Nhưng ngươi đã rồi, ta có thể đi không? Phải hỏi trọng tài. Nghe vậy, độc hành run lên như bị một đòn nặng nề, lảo đảo đi tới trước mặt thiên sứ, chăm chú nhìn một hồi lâu, ta thua. Gió thổi bay một sợi tóc dài của Pháo Thiên Minh, y nhẹ nhàng cất kiếm quay người, đi được hai bước thì đột nhiên dừng lại nói, ngươi rất giỏi. Cảm ơn, độc hành nói xong, không hề tiếc nuối biến mất trên đỉnh núi. Pháo Thiên Minh chậm rãi đi về phía trận dịch chuyển, từng bước chân rất chậm, giống như người mang trọng bệnh vật lộn với số phận. Con mẹ nó, ra vẻ trước ống kính, tinh ảnh thầm chửi rủa bước chân gần như ngu ngốc của Pháo Thiên Minh. Trận thứ năm là trận sầu đời, chân hán tử đấu lam sắc. Hai người đứng cách nhau 2 mét nhìn nhau, trong lòng mâu thuẫn muôn phần. Lam sắc thì có đánh chết cũng không dám ra tay với chân hán tử, tên này không khéo là em vợ tương lai. Có chuyện gì ngoài ý muốn, gà bay trứng vỡ vợ không còn. Hơn nữa chân hán tử căn bản còn mặt dày hò hét, giết ta đi, tới giết ta đi. Thật sự là không hạ thủ được nhưng hình như cũng không thể không xuống tay. Mình đã đồng ý với Lãnh Nhược Tuyết sẽ đoạt lấy thiên hạ đệ nhất, nhưng tảng đá ngăn chặn trên con đường thiên hạ đệ nhất không ai khác chính là ngươi em vợ tương lai của mình. Đạp lên thi thể em vợ lấy được vòng nguyệt quế, hay là để em vợ đạp lên thi thể của mình cho mỹ nhân vui lòng. Mâu thuẫn thay, mâu thuẫn thay. Chân hán tử tuy được Pháo Thiên Minh dẫn dắt, vẫn giữ được một tấm lòng thuần khiết. Người thuần khiết thì suy nghĩ vốn rất đơn thuần, cho nên nguyên nhân mâu thuẫn của hắn cũng rất đơn giản, không có chỗ nào để hạ kiếm. Con cóc ghẻ trước mặt lôn che tay trước lông mày, mình vừa xuất kiếm là che mắt lại. Mình chỉ có một cơ hội, chỉ một mà thôi. Tinh ảnh lấy bình XO lén lút tìm tiểu nhị rót ít nước rửa nồi, tới bên cạnh Pháo Thiên Minh hỏi, ngươi xem, bọn họ còn phải đối đầu đến bao giờ? Pháo Thiên Minh ngừng huýt sáo quay đầu nói, bớt uống rượu đi, có hai đồng bạc là xài phung phí không biết tiếc rẻ. Không phải tiền của mình nên không đau lòng đúng không? Tinh ảnh nước mắt giàn giụa, ngài nói rất đúng, ta nhất định sẽ sửa đổi. Ngươi xem đã qua một canh giờ rồi, bọn họ còn phải đấu đá bao lâu nữa? Khó mà nói trước được, chắc chắn Lam Sắc không dám ra tay trước. Điều này ta có cảm nhận. Còn chân hán tử, ta đoán hắn đang lợi dụng tâm trạng do dự của Lam Sắc để tìm cơ hội. Vậy bọn họ có thể trao đổi ngôn ngữ với nhau chứ? Nói chuyện cái quái gì, bọn họ lại không quen biết. Hơn nữa đang truyền hình trực tiếp, Lam Sắc dám nói, chúng ta bắt đầu đi. Lãnh Nhược Tuyết người ta sẽ nghĩ, được, bây giờ còn chưa có gì đã ra tay với đệ đệ của ta rồi, về sau sẽ làm gì nhà của ta. Còn chân hán tử càng không thèm để mắt tới người còn không có tới một phần vạn vạn cơ hội trở thành tỷ phu của mình. Đúng là hồng nhan họa thủy. Pháo Thiên Minh dạy dỗ tinh ảnh xong, quay đầu hô to, tiểu cẩu thí, cất bình phong đi, chúng ta muốn ném ghế. Tiểu thiên sứ quay người về phía Pháo Thiên Minh giơ ra một ngón tay giữa, tỏ ý khinh thường. Nó không quan tâm hai người này câu kéo bao lâu, càng lâu thì phí phát sóng càng cao, nó còn ước gì hai người liên lạc cảm tình trước trận bóng. Ngươi có biện pháp nào nhanh chóng kết thúc trận chiến này không? Tinh ảnh cầu khẩn hỏi. Hắn đã không muốn lén lút gặm bánh bao còn cứng hơn hòn đá, uống thứ nước cọ nồi còn khó chịu hơn cả nước rửa chén. Đương nhiên là có biện pháp, ta chỉ e chỉ số thông minh Lam Sắc quá thấp hoặc quá cao. Pháo Thiên Minh chạy đến trước mặt Võ Đăng E đã bị loại hỏi, bằng hữu, cho mượn bộ y phục đi. Võ Đăng E đang muốn phản đối, tinh ảnh nghiêm mặt nói, phải phối hợp, hay là ngươi còn muốn? Tinh ảnh nâng tay chai XO trong tay, Võ Đăng E lập tức khuất phục. Hai ngày nay ăn cơm miễn phí chất lượng như thế, thật quá khó chịu. Càng chết người hơn là quà tặng thần bí và ban thưởng cấp bậc phải đợi tới khi kết thúc tỷ vỡ mới cấp. Pháo Thiên Minh lột quần áo của Võ Đăng E ra, nhanh chóng cắt đứt tay hắn, viết một bức huyết y rồi ném cho Võ Đăng một gói thuốc chữa thương, không cần cảm tạ. Trong lúc đang bối rối, Lam Sắc đột nhiên nhìn thấy ở vị trí phía đông nam có một bộ y phục đang phấp phới, bên trên viết vài chữ, giết 50%. Bị giết 100%, 3 giây sau Lam Sắc bắt đầu hành động,
xuất chưởng đánh vào thiên linh cái của Chân Hán Tử đang thất thần. Chân Hán Tử trước lúc chết vẫn nhìn thấy bộ huyết y đang bồng bềnh trên đài Hoa Sơn, ngôn ngữ ép buộc, sắc đẹp quyến rũ, hứa hẹn xuông. Phó Thiên Minh rất hài lòng gật đầu nói, chỉ số thông minh trung bình. Sao lại nói vậy? Nếu hắn không đủ thông minh sẽ không hiểu ý của ta. Nếu chỉ số thông minh quá cao sẽ nghĩ ra biện pháp tốt nhất để giải quyết. Là ý gì? Tinh Ảnh khiêm tốn thỉnh giáo. Giết Chân Hán Tử còn có thể đánh cược việc cược Lãnh Nhược Tuyết có thể trở mặt hay không. Bị giết, không đạt tới điều kiện, dám có giá trị, 100% bị đạp rơi. Vậy thì biện pháp giải quyết gì tốt nhất? Hắn có thể nói, thật xin lỗi, ta không thể giấu giếm được người ta yêu thương nhất. Ta không thể dựa vào việc thua ngươi để được tỷ tỷ của ngươi yêu ái. Ta phải đường đường chính chính làm người mới có thể xứng với tỷ tỷ của ngươi. Đến đây đi. Sau đó đánh Phó Thiên Minh cười khà khà, ta phỏng chừng với tính cách Lãnh Nhược Tuyết, có đánh trực diện cũng chẳng có chuyện gì, nhưng Lam Sắc lại phát động đánh lén, vậy thì rất có chuyện đấy. Hình như ngươi rất có ý kiến với Lam Sắc. Sắc mặt Phó Thiên Minh trầm xuống, nói, ai bảo tỷ lệ đặt cược của hắn còn thấp hơn ta. Chương 232, Tứ Cường thi đấu. Trận thứ 6 Long Thành đấu diễn viên quần chúng A đều là diễn viên quần chúng, khác biệt là một bên có tên một bên không có tên. Truy Phong Bát Kiếm bộ của diễn viên quần chúng A hơi khác so với Pháo Thiên Minh. So sánh ra thì ra, kiếm của Pháo Thiên Minh giống như Ferrari, vừa nhấn ga là đạt tới tốc độ cao nhất. Kiếm của diễn viên quần chúng A như loại xe gì đó còn cần gia tốc. Lúc đầu không nhanh, sau đó thi triển kiếm sau nhanh hơn so kiếm trước, sau cùng có thể đạt tới tốc độ ánh sáng. Đương nhiên đây là suy luận, chủ yếu là vấn đề nội lực chỉ có thể đạt tới tốc độ nhất định. Diễn viên quần chúng A triển khai toàn bộ nội lực, trang bị tăng cường đến đỉnh phong, cũng chỉ như Pháo Thiên Minh trong trạng thái không có bất cứ trang bị gì. Thiếu Lâm chú trọng đi cương mãnh, Long Thành dùng một cây côn, tuyệt học tên là Phục Ma Côn Pháp, lúc thi triển cương phong bắn ra bốn phía. Nhưng bởi vì hắn không nắm chắc được vài giây quý giá lúc đầu, khiến cho diễn viên quần chúng A tăng tốc, cuối cùng chỉ có thể trúng kiếm bỏ mình. Trong nháy mắt Long Thành tử vong, Pháo Thiên Minh khinh bỉ nhìn khán đài của môn phái ẩn thế, hừ, còn truyền nhân của ngũ đại boss, tầm mắt cũng chỉ có thế. Trận thứ 7 tiểu nhị chiến Long C, tiểu nhị thuận lợi chiến thắng. Danh sách 7 cường giả gồm Tinh Ảnh, Pháo Thiên Minh, Long A, Lam Sắc, Tà, Kiếm, Cầm và tiểu nhị. Do Pháo Thiên Minh vẫn nhất đánh bại đối thủ trong thời gian ngắn, hơn nữa còn đạt tới cảnh giới tối cao của binh pháp bất chiến mà khuất phục địch, nên vòng sau được miễn, trực tiếp tiến vào thi đấu tứ cường. Đối với việc hai lần miễn chiến, các tuyển thủ và khán giả đều dùng tiếng la ó để thể hiện nỗi bất bình trong lòng. Nhưng da mặt của Pháo Thiên Minh dày tới mức không thể đo lường được. Có câu nói rằng, cho cứ sủa đoàn người cứ đi. 6 người còn lại rút thăm, sau khi rút thăm xong sẽ có nửa giờ nghỉ ngơi, mọi người có thể tận dụng thời gian này để sắp đặt chiến thuật theo đối thủ. Kết quả rút thăm như sau, Sa đấu Kiếm Cầm, Long A đấu Tiểu Nhị, Tinh Ảnh xui xẻo đấu Lam Sắc. Huynh đệ, ngươi thấy thế nào? Tinh Ảnh đáng thương hỏi Pháo Thiên Minh, kéo góc áo của hắn như vớ cọng cỏ cứu mạng. Ừm, Kiếm Cầm nhỉ, thật ngại phải dùng chiêu thức âm hiểm với Phượng Hoàng. Ai thắng ai thua tùy thuộc vào tinh thần liều mình của Phượng Hoàng. Nhưng ta thấy Phượng Hoàng sẽ không quá liều lĩnh trước Kiếm Cầm, thắng bại chỉ trong nháy mắt, không có gì đáng xem. Lần này tiểu nhị không may cho lắm, đao pháp của hắn chú trọng chuẩn xác chứ không phải lực lượng. Khắc tinh lớn nhất của chuẩn xác là tốc độ, tương tự, khắc tinh lớn nhất của tốc độ là lực lượng. Chỉ có thể dùng đòn đánh vụng về để thắng đòn tinh xảo. Vì vậy, tiểu nhị có nguy cơ rất lớn sẽ thua trận này. Còn của ta thì sao? Tinh Ảnh thấy Pháo Thiên Minh cứ lảng tránh chủ đề chính, vô cùng gấp gáp. Ngươi muốn thắng à? Giọng Pháo Thiên Minh rất do dự. Muốn chứ? Ánh mắt Tinh Ảnh lấp lánh hy vọng. Không lẽ thế gian này thực sự có điều gọi là kỳ tích? Nói thật, muốn thắng gần như không thể, chỗ này chỉ vỏn vẹn 300 mét vuông. Dù có vận công tung hoành cũng khó mà giành được thế hòa, tuy nhiên, Pháo Thiên Minh vẫn còn do dự không biết có nên trao cơ hội vinh quang này cho Tinh Ảnh hay không. Yếu tố then chốt là đòn sát thủ chỉ có một lần duy nhất, liệu Tinh Ảnh có nắm bắt được hay không. Nhưng mà là cái gì? Chà ca ngài cứ nói đi, ngài cam tâm để một thanh niên tốt bụng như ta chết như thế này sao?
Chết dưới tay một kẻ tầm thường như vậy, ta cũng không nhắm mắt xuôi tay nổi. Phó Thiên Minh cắn răng nói, được rồi, nể mặt Chân Võ Pháp Bảo, ta đánh cược thử vào nhân phẩm của ngươi. Phó Thiên Minh lấy hộp kiếm ra, kéo tấm bông che phía trên ra rồi nói, đây là rắn, hơn 50 con, tất cả đều không có nọc độc. Lại lấy ra hai thanh phi đao nói tiếp, đây là đao, đao trong phi đao, cũng có thể dùng làm dao găm. Nói xong bèn cởi ra một sợi dây thừng dùng làm đai lưng rồi giới thiệu tiếp, đây là sợi dây làm bằng gân trâu dài mười mấy mét. Sau khi đối đầu với tên lam sắc kia, ngươi cứ thế mà. Dĩ nhiên khả năng lớn nhất là các ngươi cùng chết. Tinh Ảnh nghe xong nước mắt nóng hổi ứa ra, nắm chặt tay Pháo Thiên Minh, huynh đệ, ngươi thật sự là huynh đệ ruột thịt của ta. Nếu sau này huynh đệ có chuyện gì có lỗi với ngươi, ngươi ngàn vạn lần đừng để trong lòng nhé. Pháo Thiên Minh thán phục, kéo người khác đồng quy vu tận mà cũng có thể khiến kẻ kia phấn khích đến mức nói năng bậy bạ, thật đúng là hạng vô sỉ bậc nhất. Bản thân đã sống không yên ổn, cũng không để người khác sống tốt hơn mình. Bây giờ bắt đầu, các vị tranh bá minh chủ tranh bá vào vị trí, tránh cho một số người gian lận. Tiểu Thiên Sứ ý vị sâu xa liếc nhìn Pháo Thiên Minh rồi nói tiếp, đối thủ sẽ không nhìn thấy, cũng không nghe được tình huống và âm thanh ngoài đấu trường. Hiện giờ bước vào vòng tranh bá tứ kết. Trước tiên chúng ta phỏng vấn hai nữ hiệp, đầu tiên là nữ hiệp trời sinh mỹ lệ mà vẫn mang chí tiến thủ. Đại sư huynh Thiếu Lâm phái, Phật võ song tu theo, Hoa Mộc Lan của giang hồ. Lạc Vũ Phượng Hoàng. Được rồi, tiếp theo là vị thuần khiết thiện lương. Ta tuyên bố, trận đấu bắt đầu. Trận đầu, ra với kiếm cầm. Ngươi một kiếm ta một trưởng, hai người giao đấu khéo léo đẹp mắt, nhưng người trong giang hồ nhìn một cái là biết. Hai người vẫn đang khách khí với nhau. Kiếm cầm dù có xấu tính đến đâu cũng là nữ nhi, không tiện lợi dụng lúc bằng hữu không chú ý mà ra chiêu thức hung ác. Đừng nói là cô, cho dù là Pháo Thiên Minh gặp xa cũng không dám ra tay hung ác, cho dù phải đánh một trận với Vũ Lý Hoa, cũng còn phải nói vài câu xoa dịu. Nên xã giao thì vẫn phải xã giao, trong khi Sa luôn tự xưng là đại diện cho phong trào giải phóng phụ nữ. Đối với bằng hữu nữ giới, cô luôn có thái độ như người lớn. Tất nhiên cũng không đến mức ra tay không lưu tình, thi triển chiêu sát thương trước kiếm cầm. Ngươi một trưởng ta kiếm liên tục, Pháo Thiên Minh nhìn mà buồn ngủ. Chiêu thức của y luôn thực dụng, không hoa mỹ nhiều như vậy. Cho nên y không hề hứng thú ngắm nghía mấy thứ tinh tế như thế. Y có mấy chiêu xấu bụng nhưng bây giờ không cách nào sử dụng, chỉ đành chịu đựng. Hai giờ sau, hai nữ người chơi không biết ai thì bụng kêu lên một tiếng, đồng loạt dừng tay lại. Lấy thức ăn ra rồi ngồi ăn vừa trò chuyện, vừa trò chuyện vừa tạo dáng vừa giữ vẻ thanh cao. Mấy nghìn khán giả trên khán đài nhìn vào, không khác gì cặp chị em ruột thịt ăn cơm bên bờ sông. Ăn xong rồi, hai người lại nói vài câu khách sáo với nhau rồi tiếp tục giao đấu, lại ngươi một kiếm ta một trưởng, bụng kêu đói thì bắt đầu ăn, lại tạo dáng, rồi lại đánh tiếp, ngươi một trưởng ta một kiếm. Rất có khả năng là bọn họ chết đói, ai mang nhiều thức ăn hơn thì thắng. Cơ Pháo Thiên Minh hé mắt đưa ra kết quả cuối cùng trong trận tỉ võ của hai người. Cũng may đồ ăn mà hai người mang theo cũng không nhiều. Sau khi chia đều phần cái bánh bao xa xíu cuối cùng, hai cô gái trải qua nửa giờ thảo luận, cuối cùng quyết định dùng phương pháp nguyên thủy nhất bao kéo búa để phân định thắng bại. Bao kéo búa, kiếm cầm thắng dứt, khoát, thấy Sa bỏ quyền nhận thua, toàn bộ khán giả đều thở phào nhẹ nhõm. Trận thứ hai Tiểu Nhị với Long A. Hai người đều là Tinh Anh đường, lúc bình thường quan hệ huynh đệ cũng không tệ lắm. Mọi người đang tưởng rằng lại tiến hành một lần marathon, lại phát hiện nam nhân và nữ nhân quả có chỗ bất đồng. Hai người tùy tiện chào nhau một câu rồi đánh. Tình cảnh không như trận đầu, nhưng sát khí ngập trời lại là sự thật. Đao quang kiếm khí vút bay tứ phương. Lúc trước, Tiểu Nhị còn chiếm thế chủ động. Trong ba chiêu có hai chiêu là công kích. Nhưng 10 chiêu qua đi, tốc độ của truy phong bát kiếm của Long A bắt đầu tăng vọt, cứ 3 chiêu Tiểu Nhị chỉ có 1 công mà 2 thủ. Lại qua 10 chiêu, tốc độ kiếm của Long A đạt tới cực hạn, 3 chiêu của Tiểu Nhị hoàn toàn ở thế phòng thủ. Long A tuy chiếm ưu thế nhưng không thể phá vỡ phòng ngự thiên địa tam tuyệt của đối phương, chỉ có thể liên tục vây quanh Tiểu Nhị. Trận chiến này kéo dài 3 giờ sau cuối cùng kết thúc bằng thắng lợi của Long A. Điểm then chốt là ở mức độ đói khát. Long A là người Trung Quốc thông minh, sau khi xem trận đánh đầu thì giật mình tỉnh ngộ. Trước trận đấu, hắn cố gắng nuốt tới 4 cục đá. À nhầm bánh bao.
hai trận này thắng bại một phân, trực tiếp ảnh hưởng đến tâm thái của Tinh Ảnh và Lam Sắc. Dưới áp lực sinh tử, Tinh Ảnh cũng không để ý đến thể diện nữa, nắm lấy bánh bao ném vào cổ họng. Không chịu nổi còn tìm cái bọc, bỏ vào hai mươi mấy cái bánh bao. Trái lại Lam Sắc cũng giống như vậy, bất quá màu sắc món ăn lại phong phú hơn Tinh Ảnh. Đĩa đĩa thức ăn trực tiếp đổ vào bụng, đổ đầy sau lưng, rồi nhét một con gà béo lên chiến trường. Do thực sự quá no, dạ dày hai người vẫn liên tục trào dâng, một động tác mãnh liệt có thể làm phun ra hai cái bánh bao. Tình huống này thật sự rất bất đắc dĩ. Một bên là cao thủ võ công, nhưng sức tấn công lại quá yếu. Một bên thủ vững như thành đồng, nhưng khinh công thì quá tồi. Nếu đổi hoàn cảnh, hai bên cần ít nhất 3-500 năm mới phân được thắng bại. Ngay cả trong không gian chỉ 300 mét vuông, cũng rất khó đoán trước tình huống ra sao. Thua cuộc không đáng sợ, đáng sợ là thua trong những chuyện không nên thua. Lam Sắc và Tinh Ảnh nhìn nhau thâm tình, cả hai đều điên cuồng nuốt nước bọt, không phải vì đói mà vì quá no, chỉ có thể nuốt nước bọt để giảm bớt cảm giác khó chịu trong dạ dày. Vào lúc bình thường, chơi trò chống đỡ cũng không sao, nhưng cả hai đều gấp gáp thời gian, ăn uống không nhai kỹ lưỡng, bánh bao và thịt thừa chưa qua chế biến khiến cả hai lo lắng. Hay là, chúng ta nghỉ ngơi 10 phút trước đi. Tinh Ảnh rốt cuộc lên tiếng trước. Được thôi, Lam Sắc thở phào nhẹ nhõm. Bên ngoài vang lên một tràng la ó, chuyện gì thế này, trận đấu tứ cường đến, mỗi trận tỉ võ còn khó khăn hơn cả sinh con. Võ đang thỉnh tiến đến bên cạnh Pháo Thiên Minh hỏi, đại sư huynh chẳng phải có thứ gì đó do người dạy sao? Sao còn lề mề với hắn làm gì? Thứ ta dạy đòi hỏi phải ổn, chuẩn, độc, chỉ có thể dùng một lần. Lần thứ hai sẽ không linh nghiệm nữa, cho nên hắn phải duy trì trạng thái tốt nhất mới được. Pháo Thiên Minh thở dài nói, ta hơi hối hận vì tin tưởng hắn, nếu lần này không giết được tên kia, lát nữa tay không của ta sẽ không bắt được Bạch Lang. Cầu trời phù hộ đi. 10 phút trôi qua, hai người ngồi dưới đất đồng thời bật dậy, đứng thẳng trên mặt đất, mắt hổ nhìn chằm chằm lẫn nhau. Mọi người bên ngoài sân đều có thể cảm nhận được, dù là thể lực hay tinh thần, hai người này đều đang ở trạng thái đỉnh cao nhất. Các bạn đang nghe chuyện Võ Lâm Bá Đồ của tác giả Hà Tả tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 233, Chiến thắng của Tinh Ảnh. Trên đỉnh Hoa Sơn, cuối cùng Tinh Ảnh và Lam Sắc cũng giao đấu, một quyền cương mãnh, một quyền nhu hòa. Tuy thân pháp và khinh công của Lam Sắc tệ hại, nhưng tay hắn quả thực rất có tài năng thật sự. Cửu Dương kèm kim cương bất hoại, trước tiên đặt mình vào thế bất bại, quan trọng nhất là không ảnh hưởng tốc độ ra tay. Mà dựa vào nội công hùng hậu, hắn có thể bất chấp phòng ngự và né tránh của bản thân mà áp sát Tinh Ảnh. Trên sân đấu rộng 300 bước, hắn không sợ Tinh Ảnh dày vò. Chiêu thứ nhất, bước chân phải vững. Vẻ mặt nghiêm túc của Pháo Thiên Minh vang vọng trong tâm trí Tinh Ảnh. Tinh Ảnh liên tục lùi lại, bị dồn đến mép vực thẳm, cuối cùng nhảy vọt lên như cây hành rút khỏi đất khô. Lam Sắc cười lạnh một tiếng, ngươi bay lên đỉnh đầu ta, vẫn không thể nhanh hơn ta xoay người. Nghĩ đến đó, hắn xoay người, hai quyền đánh thẳng ra, nhưng rõ ràng hai quyền này đánh hụt. Vị trí Tinh Ảnh nhảy không phải sau lưng hắn, mà là vai của hắn. Lam Sắc cảm thấy áp lực trên vai, ngẩng đầu lên, đột nhiên thấy Tinh Ảnh đứng trên vai mình, lấy ra một vật gì đó, đổ ra một đám sinh vật gì đó. Rắn! Lam Sắc kêu lên thất thanh, tuyệt vọng tự sâu tâm can. Có câu một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng, huống hồ là sau mấy ngày tiếp xúc mật thiết với bầy rắn. Sau những tiếp xúc thân mật ấy, hậu quả là có hai, một là vốn sợ rắn, sau khi tập luyện, nhìn rắn như nhìn run rế. Hai là vốn không sợ rắn, trải qua rèn luyện, nhìn run như thấy rắn. Nhưng vấn đề lại nảy sinh, cho dù chỉ là bầy run trong hang chạy loạn trên người, cũng đủ khiến người bình thường rợn tóc gáy. Lam Sắc là người bình thường sao? Đáp án chắc chắn là phải. Vậy nên hắn sợ, rất sợ, thậm chí nhắm mắt, cả tay cũng không dám nhúc nhích. Chiêu thứ hai, tay phải chuẩn. Ngươi, chỉ có một cơ hội. Tinh Ảnh lật ngược tình thế, hoàn toàn không do dự, ném hộp kiếm ra, hai tay mỗi bên rút một phi đao. Hắn úp mình nhảy xuống, cắm hai phi đao vào hốc mắt Lam Sắc. Cái này mà thay bằng thực tế, một nhát đao đã đủ cướp mạng người. Nhưng dù sao đây cũng chỉ là trò chơi, có chỉ số tấn công, cho dù
là kỹ năng đao pháp của Tiểu Lý Phi đao cộng lại cũng chỉ gây ra trọng thương, huống hồ chỉ là tay không mà thọc vào. Lam xác nhận thông báo mắt đã mù, lại kêu thảm một tiếng. Hắn quỳ xuống che mắt. Trong lòng hắn hiểu rõ, cho dù mình mù, tinh ảnh vẫn chẳng làm gì được mình. Chủ yếu vì nội công của tinh ảnh mới có 1/5, hoàn toàn không thể mượn lực đả lực phá vỡ nội lực tuyệt học cấp 10. Không chỉ hắn nghĩ thế, đối thủ của hắn cũng nghĩ. Chiêu thứ 3, lòng phải tàn nhẫn. Vì thế mọi người đột nhiên chứng kiến một việc kinh hoàng. Tinh ảnh lấy ra sợi dây thừng dài 3 mét, thòng một vòng tròn lỏng lẻo trên người Lam Sắc, không hề dùng sức, chỉ nhẹ nhàng quàng lên. Sau đó hắn cột chặt đầu dây thừng còn lại vào một góc nhô ra của tảng đá nặng cả nghìn cân ở ven vách núi bên cạnh, rồi bắt đầu dùng nội lực đẩy tảng đá. Mọi người trông chờ tảng đá rơi xuống vách núi, sợi dây đột nhiên căng cứng, rồi Lam Sắc biến mất. Đây chính là cảnh quay sốc thường thấy trong phim Mỹ, một người bất ngờ bị quét khỏi tầm nhìn. Mọi người cùng cầu nguyện, tuyệt đối đừng kết thúc kiểu phim hàng nội địa, nói vài câu vô nghĩa rồi chết có làm thế nào cũng không chết. Dù gì cũng phải làm sao sống sót chứ, giả như gặp trường hợp như Trương Tử Nghi bị giết 4 lần mà không chết. Mọi người lau mồ hôi lạnh, cái gã ngớ ngẩn này, cần gì dùng tảng đá to thế làm gì. Chỉ cần 300 cân là được rồi mà. Pháo Thiên Minh thấy Lam Sắc run rẩy bắt đầu lục tìm trong túi lấy ra một cái bọc giấy. Cùng với tất cả khán giả la lên không tốt. Tinh ảnh nghiến răng tới sắp nát vụn, hòn đá này không phải hình tròn mà là đa giác. May là nhiều góc cạnh, nếu không thì sợi dây dài 10 mấy mét không có góc thì không thể buộc được. Hắn đang ở bước then chốt, chỉ cần lật đổ được hòn đá này một cái, coi như đã hạ được xuống vách núi. Đẩy đi, đẩy đi, 100 vạn khán giả trong và ngoài khán đài cùng reo hò. Tỷ lệ cược cho Lam Sắc quá thấp, không có gì hấp dẫn, trong khi tỷ lệ cho tinh ảnh là 2,5 lần. Tình huống này khiến khán giả cả nước đặt cả tiền ăn sáng ngày mai vào tinh ảnh, hoàn toàn không cảm thấy hành động hạ sát một cao thủ đỉnh cao là vô đạo đức đến mức nào. Lam Sắc cuối cùng cũng bị xé toạc gói giấy, hất văng ra ngoài, trong làn khói vàng, hàng chục con rắn chạy tán loạn. Là Hùng Hoàng, mọi người đồng thanh phán đoán, đẩy nào, đẩy đi. Rất nhiều người khóc lóc, sớm muộn gì Lam cũng sẽ phát hiện trên lưng còn có một thứ đồ chơi như rắn rết. Tinh ảnh biết thời gian không còn nhiều, nghiến răng đến bật máu. Hay! Một tiếng, cuối cùng không phụ lòng trông đợi, tảng đá rốt cuộc cũng lật ngửa. Mặt trước của nó chậm rãi hạ xuống vách núi, trái tim mọi người như thắt lại. Tảng đá cuối cùng cũng rơi xuống vực, nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi tảng đá kéo căng dây thừng vẫn xảy ra chút chuyện. Là chuyện gì vậy? Chúng ta hãy xem lại đoạn quay chậm. Đầu tiên, dây thừng kéo căng, trọng lượng của tảng đá cộng thêm thế rơi kéo lấy eo Lam Sắc, nhanh chóng lôi hắn ra khỏi một làn sương màu vàng, lao như bay về phía vách núi. Trong khi đó, tinh ảnh đang ở trên đường đi của Lam Sắc, xoay người thở hổn hển nuốt nước bọt. Kết quả là, lưng Lam Sắc hung hăng đập mạnh vào lưng của hắn. Tinh ảnh dưới lực va chạm mãnh liệt, Lam Sắc dưới lực kéo cực lớn của hòn đá, cả hai cùng bay ra khỏi vách núi. Không được. Giây phút đó, tiếng kêu đau đớn vang trời. Đồng quy vu tận sẽ bị phán là cùng thua, bọn họ sẽ bị tịch thu toàn bộ tiền cược cả hai bên. Hai người tuy cùng bay ra khỏi vách đá, nhưng khác biệt như trời với vực. Lam Sắc không kịp thốt một tiếng đã bị kéo xuống. Còn tinh ảnh thì bị đập vào giữa không trung, do tác dụng phụ thay đổi nguyên lý vật lý huyền bí, xuất hiện một động tác đình trệ kỳ lạ giữa không trung. Hóa ra là phim hoạt hình. Đám đông thốt lên từ tận đáy lòng, tinh ảnh đột ngột biến mất trong làn sáng trắng. Chết rồi! Mọi người đều đặt dấu hỏi trên đầu, không có quá trình, thế này là vô đạo đức. Thua nhiều tiền như vậy mà không được xem cảnh rơi tự do à? Nhưng khán giả nhanh chóng nhận ra mình đang xem Harry Potter phiên bản võ hiệp. Một mảnh đá nhô ra bên vách đá, gió thổi qua, tinh ảnh gương mặt trắng bệch đứng trên hòn đá nhô ra. Trái tim khán giả cũng rung động theo, tiền à, ngươi đừng rơi xuống. Sau khi lăn lộn 2 vòng, tinh ảnh không làm mọi người thất vọng, mượn lực một chút, nhảy về phía trước 1 bước. Khán giả reo hò, cuối cùng cũng kiếm được ít tiền, thật không dễ dàng. Nhưng sau đó, họ bắt đầu suy ngẫm, cùng là cao thủ võ đang, sao nhân phẩm có thể chênh lệch lớn đến thế? Pháo Thiên Minh nhìn cảnh tượng trước mắt cũng chìm vào trầm tư, một hồi sâu sau mới nhíu mày lẩm bẩm nói, ngươi nói xem, sao chiêu thức của tiểu tử cứ quen quen.
Võ Đăng E hưng phấn reo hò vẫn tranh thủ quay đầu trả lời, sao lại không quen? Càn Khôn đại na di đó, kiếm được trên Quang Minh đỉnh đó. Phó Thiên Minh như bị cảnh tỉnh, nghiến răng nói từng chữ một, Càn Khôn đại na di, không trách tiểu tử này lại nói thế. Lúc này, tinh ảnh từ trận truyền tống bước ra, cảm nhận được sát khí ngùn ngụt trong không khí, lại thấy Phó Thiên Minh đỏ mắt nhìn mình, ngọn lửa hừng hực trong lòng lập tức hạ nhiệt xuống không độ. Hắn xoay người vội vã dẫm lên truyền tống trận, nhưng không khởi động. Tinh ảnh thấy Phó Thiên Minh nắm tay xông tới quyết tử, đau khổ vuốt ve trận truyền tống, cho ta ra ngoài đi. Cái ghế, chai bia, đậu hũ lạnh. Phó Thiên Minh hung ác đưa một tờ ngân phiếu cho máy bán hàng tự động, đồ vật ầm ầm rơi xuống đầu tinh ảnh, chơi ngươi này, ngươi chơi ta này. Hệ thống lập tức chuyển ống kính sang khán đài võ đang, tất cả khán giả đều kinh hoàng nhìn anh hùng tinh ảnh bị hành hạ. Trong lòng đầy nghi vấn, tại sao Thanh Mai Chử Trà lại xin tinh ảnh chơi mình? Rất lâu sau, cuối cùng dùng hết một tờ ngân, phiếu 500 vàng, Phó Thiên Minh phát hiện tiền trên người chỉ còn 100 vàng cuối cùng nên cũng ngừng tay. Tinh ảnh thảm thiết đưa ra nửa khúc xúc xích nói, Trà ca, còn cái chưa đạp nát. Đã bỏ tiền ra sao có thể lãng phí như vậy được? Phó Thiên Minh trợn mắt, quay về vị trí của mình, tinh ảnh bám theo đưa ra nửa lon Coca-Cola rồi nói, Trà ca, mệt rồi, uống chút nước trước đã. Hay là ta xoa bóp giúp ngươi nhé? Thôi được rồi. Phó Thiên Minh phất tay, lửa giận cũng đã nguôi, đồ vật cũng không lấy lại được, còn biết làm sao? Trà ca rộng lượng quá. Nói xong, tinh ảnh vẫy tay với Võ Đăng E, hai người lập tức xuất hiện trước khi đồ ăn rơi xuống đất, bắt đầu nhặt những thứ còn ăn được. Phó Thiên Minh nghi ngờ hỏi, tiền của ngươi đâu? Tinh ảnh quay đầu lại, vung tay nói, ván đầu tiên đã cá cược thua rồi. Ván đầu, con mẹ nó. Tinh ảnh cầm đống đồ rơi dưới đất, nước mắt lưng tròng quay đầu lại. Một chân của Phó Thiên Minh còn dơ đứng nguyên tại chỗ. Hắn như thấy lại cảnh đại sư huynh Võ Đăng thuở xưa chui vào chuồng chó, do dự một lát rồi lấy tờ ngân phiếu cuối cùng ra, cầm lấy đi, chừa chút cho ta. Danh sách tứ kết, Phó Thiên Minh, tinh ảnh, kiếm cầm, Long A. Rút thăm, trận thứ nhất Phó Thiên Minh đấu Long A, trận thứ hai tinh ảnh đấu kiếm cầm. Đừng cho rằng đây là đối kháng đơn giản, bên trong cũng có chút mưu lược. Nếu Phó Thiên Minh có thể thắng, trận tinh ảnh thắng thua không quan trọng, chỉ cần cầm cự đến một lúc nhất định, ba hạng đầu đều sẽ vào túi. Dù sao vị trí nhì, ba phần thưởng cũng tương đương, không cần phải đánh nhau tới chết mới thôi. Phó Thiên Minh có thể thắng không? Rất rõ ràng, trừ một người ra, mọi người đều cho rằng Phó Thiên Minh có thể thắng, còn giành được chiến thắng rất đơn giản, bởi vì tốc độ hai người chênh lệch một cấp bậc. Chỉ có một người cho rằng Long A có thể thắng, người đó chính là Long A. Trận thứ nhất Phó Thiên Minh đấu Long Giáp. Địa điểm quyết đấu, núi tuyết. Long A không rút kiếm, tay trái cầm một túi vải nhỏ nhìn Phó Thiên Minh, tay phải vẫn luôn đút trong túi. Bỗng nhiên Phó Thiên Minh có một sự cảm không lành. Chương 234, đối thủ cuối cùng. Trong lòng Phó Thiên Minh có dự cảm chẳng lành, đồng thời người xem trong thiên hạ lại có dự cảm tốt lành. Cách đó 10 mét, trên khuôn mặt Long A đang giằng co với Phó Thiên Minh vẫn mỉm cười, đó là nụ cười của kẻ chiến thắng. Mọi người đều biết Long A vứt bỏ khoái kiếm mà lấy ra túi vải nhỏ chắc chắn không đơn giản. Kẻ mạnh thường có thói xem khinh kẻ yếu và trực tiếp tiêu diệt. Còn kẻ yếu ư, hắn sẽ phân tích điểm yếu của địch thủ, rồi tìm cách đối phó. Long A đã giao đấu với tiểu nhị trong vài khắc mà chẳng lấy ra túi vải nhỏ, vấn đề chắc chắn nằm ở đó. Trong giang hồ có rất nhiều vũ khí quý hiếm dùng một lần, chẳng hạn như bạo vũ châm của Phó Thiên Minh, kim châm của Thiên Hậu, khổng tước linh của Lãnh Nhược Tuyết. Có thể nói trong giang hồ tồn tại các loại vũ khí cho phép thư sinh hạ gục cao thủ. Còn chiếc túi vải nhỏ này, mọi người đều cho rằng cũng thuộc loại vũ khí bí truyền như vậy. Túi vải, một túi nhỏ bằng vải dệt thô, chứa được 1,5 cân gạo. Một nam nhân, vợ ơi, Long A có tỷ lệ cược gấp 3 lần, chúng ta có nên đặt cược không? Nữ nhân nào đó, thôi, Thanh Mai Chử Trà lừa lọc lắm, vậy đặt cho Thanh Mai Chử Trà. Thôi, tỷ lệ cược quá thấp, vợ thấy lần này hắn 9/10 hắn sẽ thất bại. Vậy đặt cho Long A. Không được, không thể xem thường nhân phẩm của tên gian ác kia. Trận đấu số tiền cược thấp kỷ lục trong lịch sử, Phó Thiên Minh và Long A vẫn đang giằng co với nhau. Phó Thiên Minh nhìn vào mắt đối phương, cố gắng thắng mà không cần chiến đấu,
ánh mắt sắc bén đến thế. Nếu ánh mắt cũng có thể giết người, chắc chắn Long A kia sẽ yêu Pháo Thiên Minh mất. Nhưng sự thật chứng minh hắn không hề yêu Pháo Thiên Minh, nên chuyện ánh mắt có thể giết người hoàn toàn là bịa đặt. Lúc này Long A đang chờ đợi, chờ Pháo Thiên Minh ra tay trước, khoảng cách mười mấy mét chỉ cần rút ngắn còn 10 mét là hắn sẽ thắng nửa ván cược. Hai người ta nhìn nhau đắm đuối hơn 10 phút. Tinh thần của cả hai vẫn ở trạng thái cao độ như trước. Đột nhiên, Pháo Thiên Minh giả bộ hoảng sợ, chỉ tay về phía sau Long A. Long A do đang căng thẳng đối đầu nên mức độ đề phòng với mẹo lừa gạt đơn giản nhất đã giảm xuống mức thấp nhất, theo thói quen phát ra tiếng hô theo Pháo Thiên Minh rồi quay đầu nhìn lại. Khi Long A quay đầu lại, khán giả nhìn thấy Pháo Thiên Minh đã biến thành một bóng mờ đê tiện. Long A mất không quá một giây để tỉnh táo trở lại, nhưng trong nháy mắt ấy, Pháo Thiên Minh đã bung hết nội lực lao tới trước mặt Long A, huyễn ảnh kiếm xuyên thủng trái tim hắn. Long A chết mà mắt vẫn mở trừng trừng, ngón tay chỉ vào Pháo Thiên Minh đang cười khúc khích mà rủa, con mẹ nó, đối đầu với một diễn viên quần chúng như ta mà ngươi giở trò lừa gạt. Từ xưa tới nay, những nhân vật lịch sử có thực lực mạnh mẽ chưa bao giờ đi lừa đảo phe yếu. Ví dụ như chỉ có câu dối ỷ mạnh hiếp yếu, chứ không bao giờ thấy ỷ mạnh lừa yếu. Không ai ngờ nổi người chơi thân thủ đệ nhất võ lâm lại dùng thủ đoạn đê tiện như vậy đối với một kẻ không thể trụ trong tay mình quá năm chiêu. Quả thực là thắng mà nhục nhã, thua mà oanh liệt. Rõ ràng, khán giả cũng rất bất bình, ai cũng hy vọng sẽ có một hiệp sĩ diệt ma, nhưng hiệp sĩ lại chết một cách oan uổng, thậm chí chưa kịp lôi vũ khí bí mật ra đã ngủm củ tỏi. Mọi người bàn tán sôi nổi, đoán xem rốt cuộc trong túi vải của Long A ẩn giấu bí mật gì. Tiểu Thiên Sứ kéo Pháo Thiên Minh lại bắt đầu phỏng vấn, Thanh Mai trừ trà, ngươi dùng thủ đoạn như vậy để đánh bại một người võ công cỏi hơn ngươi nhiều, có cảm thấy hổ thẹn không? Pháo Thiên Minh đáp, hổ thẹn, không, ta rất tự hào, bởi vì, rồi chỉ vào đầu mình, nói, ta thông minh. Tiểu Thiên Sứ hỏi tiếp, nhưng ta nghe nói có tới 9 phần 10 khán giả lên án hành động của ngươi, ngươi nghĩ sao về việc này? Pháo Thiên Minh nói, chân lý chỉ nằm trong tay số ít người. Năm xưa có ai đó bị giáo hội thiêu chết, nhưng ai biết được hắn đang kiên trì với chân lý. Tiểu Thiên Sứ hỏi, ý ngươi là ngươi cho rằng hành động của mình là chính nghĩa? Đương nhiên, ta biết đại bộ phận nhân dân hiện thời chưa hiểu được tâm tư của ta. Nhưng 1000 năm sau, khi mọi người hồi tưởng lại đều sẽ cảm nhận anh hùng nên có hành động như ta. Tiểu Thiên Sứ xoay đầu về phía ống kính nói, chân lý đã chỉ rõ, người không biết xấu hổ là vô địch. Bây giờ chúng ta mời nhóm tuyển thủ tiếp theo, đại sư huynh phái Võ Đang, Tinh Ảnh, cùng đệ nhất cao thủ Hoa Sơn, Kiếm Cầm, xin các vị bày tỏ ý kiến về vấn đề nêu trên. Tinh Ảnh xuất hiện trên đỉnh núi, quay mặt về phía ống kính ho một tiếng rồi nói, cá nhân ta cho rằng, nếu đơn thuần là quan điểm cá nhân, không đại diện cho Võ Đang. Vậy chỉ có một chữ là, tốt, vỗ tay. Vậy nếu đại diện cho Võ Đang thì sao? Tinh Ảnh im lặng một lúc rồi gầm lên, ngươi thèm đòn à, cứ ép ta vào đường cùng. Kiếm Cầm đối diện với ống kính nhăn nhó nói, ta cảm thấy được, người thắng vĩnh viễn đại diện cho chính nghĩa. Ý của ngươi là hoàn toàn tán thành hành động của Thanh Mai trừ trà. Ta còn chưa nói hết lời, phía thất bại cũng đáng được cảm thông. Ngươi đang nói nhảm, chính ngươi hỏi nhảm trước. Kiếm Cầm đấu Tinh Ảnh. Tiểu Thiên Sứ hô bắt đầu, Kiếm Cầm lôi bao hạt dưa ra ăn, Tinh Ảnh thì dạo bước quan sát thời gian. Đám khán giả hiểu rõ hành động của hai người, chỉ trừ Long A tức giận gào lên, các ngươi đều ám hại ta. 10 vị trí đầu được thưởng quà tặng thần bí cao cấp, nhưng 3 vị trí đầu là quà tặng thần bí thần cấp. Thí dụ, huy chương đồng của người tham gia Olympic là giấy chứng nhận danh dự. Còn vị trí thứ tư, ngoài người mẹ còn nhớ vinh quang của con, cơ bản là không ai biết đến. Đã đến giờ, Tinh Ảnh nhắc nhở một tiếng. Hắn với Kiếm Cầm coi như khá quen thuộc, nên hỏi thẳng, bắt đầu chưa? Kiếm Cầm ném vỏ hạt dưa sang một bên, quyết đoán nói, bắt đầu đi. Hai người giao chiến sôi nổi, cửu kiếm coi trọng quan sát đối thủ, dự đoán trước động tác. Thái cực chú trọng phòng thủ chờ đợi, rồi phản công sau. Kiếm Cầm chờ Tinh Ảnh lộ sơ hở, Tinh Ảnh cũng chờ Kiếm Cầm ra chiêu. Pháo Thiên Minh xem rồi cảm thán, võ công của hai người, nếu tách riêng ra đều là tinh hoa. Kết hợp lại con mẹ nó nhàm chán, ngươi ra tay trước đi, bất kể thế nào cũng được. Kiếm Cầm rất bất mãn với Tinh Ảnh. Yếu quyết cửu kiếm chú trọng quan sát đối thủ,
một chút động tĩnh là biết ngay chiêu thức tấn công. Nhưng tinh ảnh không hề nhúc nhích, chỉ có thể dùng tổng quyết thức mới có thể xuất chiêu, tuy nhiên đó là chiêu thức tự tổn hại bản thân. Ngươi động thủ trước đã, ta sẽ lập tức đáp trả. Thái cực, chú trọng quan sát sơ hở của đối phương, rồi tấn công vào điểm yếu nhất. Cuối cùng, kiếm cầm vẫn là người có cách. Kiếm vung lên, viên đá nhỏ dưới đất bắn tới tinh ảnh. Tinh ảnh xoay tròn viên đá, tăng thêm nội lực đẩy ngược trở lại. Kiếm cầm lại dùng chiêu phá tiễn đánh bay viên đá. Thấy có sơ hở, tinh ảnh áp sát vào, kiếm cầm lui dần, vừa phòng thủ vừa sử dụng phá trưởng thức. Tinh ảnh liên tục thay đổi tư thế, luôn sẵn sàng ứng chiến. Tay phải như lơ đãng quấn quanh mũi kiếm của kiếm cầm, trong khi mũi kiếm luôn chĩa thẳng vào lòng bàn tay của tinh ảnh. Tinh ảnh tiến lên, kiếm cầm lùi lại, nhưng lùi theo vòng tròn chứ không thẳng tắp, phòng hờ xảy ra tình huống nguy hiểm. Tinh ảnh thắng ở nội lực, kiếm cầm thắng ở bích huyết đan thành. Hai người nhìn trước ngó sau, võ công lại biến ảo vô tận, kết hợp với dáng vẻ bên thì tiêu sái bên thì mỹ miều, tạo nên một cuộc chiến vô cùng đẹp mắt. Đám khán giả cảm thấy bỏ tiền ra xem cuối cùng cũng đáng, được thưởng thức một trận đấu công bằng và hấp dẫn. Võ công của hai người đều là thành tựu cao nhất trong môn phái của mình. Hơn nữa, cảnh giới giống nhau, khi động thủ cũng giống như Độc Cô Cầu Bại giao đấu với Trương Tam Phong. Tổ sư gia, ngài thấy sẽ ra sao? Pháo Thiên Minh tiến lại gần Trương Tam Phong hỏi. Nếu không chơi trò ám hại đối thủ, y không thể nhìn ra thắng bại. Khó nói. Không ngờ Trương Tam Phong cũng không thể nhìn ra, hai người dường không ai làm gì được đối phương, nhưng trong tình thế bế tắc này, chỉ cần ai lộ ra sơ hở, cái mạng của người đó khó giữ được. Nếu thực sự phải đưa ra nhận định, ta cảm thấy tiểu cô nương kia sẽ thắng, bởi vì đặc điểm của nữ tính quyết định cô nàng này kiên nhẫn và bền bỉ hơn đại sư huynh của ngươi. Quả nhiên sau nửa giờ giao đấu, rõ ràng tinh ảnh có phần mệt mỏi, giống như một cỗ máy, chỉ theo đúng chiêu thức của mình. Trái lại, kiếm cầm lại mừng thầm, bất thình lình mũi kiếm rung động, cả 10 thành nội lực dồn hết vào đó, nhờ vào lưỡi kiếm sắc bén, xuyên thấu qua tầng tầng vòng tròn âm dương, nhắm thẳng đến cổ họng tinh ảnh. Tinh ảnh kinh hoàng, hơi luống cuống, vội cúi đầu xuống tránh né, động tác hoàn toàn biến dạng. Tổng quyết thức. Kiếm cầm hét lớn một tiếng, bích huyết đan thanh đột ngột đâm xuống 1 mét, nhắm thẳng vào ngực tinh ảnh. Tinh ảnh biến thành ánh sáng trắng, kiếm cầm cười hí hửng làm động tác chiến thắng về phía hướng về phía võ đang. Tiểu thiên sứ lập tức tuyên bố kiếm cầm giành chiến thắng, rồi lợi dụng cơ hội phỏng vấn kiếm cầm để lừa tiền phát sóng. Ngươi tự tin được mấy phần? Cho dù thua cuộc nhưng tinh ảnh không hề buồn bã. Bây giờ hắn chỉ quan tâm đến đại diện của võ đang, Pháo Thiên Minh. 10 phần. Pháo Thiên Minh đáp. 10 phần. Có phải nhiều quá không? Tinh ảnh rất lo lắng về tư tưởng coi thường đối thủ của Pháo Thiên Minh. Chắc chắn kiếm cầm sẽ dùng mưu kế gì đó với Pháo Thiên Minh. Mà trên người Pháo Thiên Minh không còn đạo cụ vật dư thừa nào. Có, thể cô ấy sẽ bẫy ngươi đấy. Không phải có thể, mà là chắc chắn. Pháo Thiên Minh cười khà khà, nhưng không sao, cô ấy không bẫy được ta đâu. Sao lại khẳng định như vậy? Tất nhiên rồi, muốn giở trò tất phải có vài yếu tố then chốt. Thứ nhất, trên người có vật gì đó kỳ lạ, không hợp với lẽ thường. Ta tin rằng kiếm cầm chỉ mang theo một gói bột vôi, dù sao cũng phải có thuốc men. Đừng nhìn bao bột vôi này, thực ra rất quan trọng. Ta và cô ấy đều là người dùng kiếm, nếu dùng thủ đoạn ấy, ta không phòng bị, cơ bản đã coi như thua cuộc. Nhưng cô lại dùng nó để giao chiến với Ly Biệt Câu, điều này chứng tỏ cô ấy thực sự không còn thủ đoạn nào khác. Điểm thứ hai, đó là lợi dụng tâm lý con người, như phản xạ có điều kiện, như van xin che nhưng giấu đau, hoặc nói gì đó khiến người ta phân tâm vân vân. Đối phó với chuyện này, Pháo Thiên Minh xé một mảnh áo nói, ta có thể miễn dịch. Các bạn đang nghe chuyện Võ Lâm Bá Đồ của tác giả Hà Tả tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 235, Quyết Chiến. Trận tranh đoạt vị trí minh chủ Võ Lâm mà mọi người chờ đợi từ lâu sắp diễn ra, cuối cùng ai mới là đệ nhất thiên hạ. Hiện giờ chúng ta mời 2 vị ứng cử viên cạnh tranh vòng Nguyệt Quế ra sân. Đầu tiên là đồ đệ mà kiếm thần Độc Cô Cầu Bại đích thân lựa chọn, mỹ nhân số 1 Võ Lâm, kiếm cầm. Xin mời. Tiểu thiên sứ hét lên một tiếng, kiếm cầm xuất hiện trên đỉnh núi, vẫy tay nhìn xung quanh, khuôn mặt tràn ngập nụ cười hạnh phúc. Tiểu thiên sứ đưa micro áp sát vào,
Kiếm Cầm Nữ Hiệp trước mặt khán giả cả nước, có thể nói cho biết tâm trạng của cô lúc này không? Kiếm Cầm cầm lấy micro phấn khởi nói, trước tiên cảm ơn đài truyền hình, rất nhiều đài, nếu không có các ngài. Kế đến, cảm ơn cha mẹ của ta, nếu không nhờ các ngài. Lại cảm ơn thầy cô của ta, bạn học của ta, bằng hữu của ta, hàng xóm của ta, chó của ta. Tinh Ảnh thở dài nói, đời người thật bất đắc dĩ, rõ ràng chỉ muốn cảm ơn chính mình, nhưng hết lần này đến lần khác không nói, chỉ nói những lời rườm rà thừa thãi. Phó Thiên Minh nghẹn lời, nhanh như vậy đã chặn được rồi à? Tinh Ảnh hít một hơi lạnh, bây giờ Phó Thiên Minh đã dùng vải bịt lỗ tai lại, không chỉ để phòng thủ, mà còn để tấn công. Thật sự là quá bất lương. Dưới đây mời đến từ Võ Đang Phái, truyền nhân của Tiểu Lý Phi Đao, giang hồ đệ nhất bại hoại. Xin lỗi, nói nhầm rồi, giang hồ đệ nhất soái ca Thanh Mai Trừ Trà đại hiệp. Mời lên sân khấu. Phó Thiên Minh vẻ mặt vô cảm xuất hiện trên đỉnh núi. Tiểu Thiên Sứ theo lệ phỏng vấn, Thanh Mai đại hiệp, trước mặt quần chúng thiên hạ, có thể tâm sự với chúng ta về tâm trạng của ngài lúc này không? Phó Thiên Minh nhìn chân chân vào Tiểu Thiên Sứ. Kiếm Cầm là ai? Chính là người chu đáo tỉ mỉ. Lập tức nghi ngờ, không lẽ hắn? Rất có thể đấy. Nhìn thấy y phục Phó Thiên Minh dường như bị xé rách một góc, Kiếm Cầm âm thầm cười khẩy hai tiếng, chạy lại gần vài bước, ngọt ngào mang chút e ấp nói, chà, ta thích chàng. Câu nói vừa thốt ra, cả thiên hạ chấn động. Chẳng lẽ nữ tử này muốn bắt chước cầu hôn tiết mục nước ngoài, cầu hôn trên truyền hình trực tiếp? Phó Thiên Minh trầm mặc, chà, ta nói ta thích chàng. Kiếm Cầm nhìn say đắm nhìn Phó Thiên Minh, vẻ đẹp trước mặt hoàn toàn không làm Phó Thiên Minh rung động, đồ xúc sinh. Mọi người phẫn nộ mắng, đâu có ai như thế, một thiếu nữ đứng trước đám đông thổ lộ tình cảm của mình, cho dù không thích cũng phải có chút biểu hiện. Như thế này là ý gì? Đám đông thất vọng vì không được xem trò hay, lại một lần nữa lên án đạo đức của Phó Thiên Minh. Sa úp mặt thở dài khổ sở, lẩm bẩm, lại định diễn trò gì đây? Thiên hậu cũng lẩm bẩm, muội muội, đạo hạnh của nương còn quá non, thế này lọt vào bẫy rồi. Vũ Lý Hoa lắc đầu, thế gian này người xấu quá nhiều, ta muốn về nhà. Tiểu Thiên Sứ chỉ vào Kiếm Cầm nói, xin hãy lui ra xa 15 mét, cuộc thi sắp bắt đầu. Kiếm Cầm cười nói, hắn cũng không có ý kiến, ngươi đừng để ý tới chúng ta. Tiểu Thiên Sứ chỉ Phó Thiên Minh hỏi, ngươi không có ý kiến gì chứ? Phó Thiên Minh chỉ im lặng, thế thì tốt rồi. Nhưng ta còn phải nhắc nhở là, hai người đứng tách nhau vỏn vẹn 1 mét, đã tiếp cận khoảng cách lĩnh lữ. Một kiếm đâm ra là chiến đấu đã kết thúc. Kiếm Cầm gian xảo nói, không cần ngươi lo, chà chà nhỉ, vậy thì cứ thế đi. Tiểu Thiên Sứ lại nhìn Phó Thiên Minh, thấy y không phản đối, bèn bay ra xa vài mét, hô lên, ai vào chỗ nấy, chuẩn bị, bắt đầu. Bắt đầu có nghĩa là tân sinh, cũng có nghĩa là đã kết thúc. Hai chữ vừa dứt, Kiếm Cầm hoảng sợ phát hiện tim mình bị nam nhân nào đó không hề thương hoa tiếc ngọc xuất kiếm đâm thủng. Giờ khắc đó, cô bàng hoàng không thể tin nổi, nhưng toàn thân vô lực khiến cô nhận ra mình đã chết. Lập tức, trái tim thủy tinh của cô tan nát, hòa với ánh sáng trắng tử vong, mang theo một thắc mắc, làm sao hắn có thể nghe thấy tiếng trọng tài hô bắt đầu. Tinh Ảnh đau xót đấm ngực, quả nhiên người hèn mọn chúng ta không thể hiểu được thế giới của kẻ hèn hạ. Sa hoài nghi, sao lại như vậy? Thiên hậu thở dài, ta biết ngay mà. Vũ Lý Hoa nghi vấn, chẳng lẽ Kiếm Cầm cố ý hiến thân? Chỉ có một số vô cùng ít ỏi đồng chí hiểu được, người xem mà chẳng hiểu gì cả chiếm đại đa số, đủ loại suy đoán đều có cả. Nhưng có một điểm xác định, tiếng chửi rủa tính theo ngàn vạn, một trận thi đấu trang nghiêm tranh bá minh chủ võ lâm tụt dốc không phanh, chỉ cần gặp Phó Thiên Minh, toàn thua chẳng hiểu gì cả. Trong sân đấu, tất nhiên Phó Thiên Minh không hay biết những điều đó, chờ Kiếm Cầm hóa ánh sáng xong mới nhẹ nhàng gảy kiếm âm trầm nói, đơn giản là đẹp. Ngay lúc y quay đầu bước đi, Tiểu Thiên Sứ vội vã kéo lại, đợi đã, rốt cuộc đã xem ra chuyện gì? Cô tỏ vẻ bối rối. Phó Thiên Minh thở dài, chuyện đơn giản, như vậy còn phải giải thích hay sao? Ta dùng chút thủ đoạn lừa gạt cô, khiến cô ấy tưởng rằng ta đã bịt kín tai. Sau đó cô ấy có ý đồ xấu muốn đâm chết ta ngay khi trọng tài hô bắt đầu, bởi vì cô ấy nghĩ rằng ta không nghe thấy lệnh bắt đầu. Kết quả, ta vốn luyện khoái kiếm đứng đầu thất đại khoái kiếm. Ai? Đời này không đối thủ,
đúng là một cuộc đời thất bại. Kiếm Cầm nghe xong la hét trên khán đài, cắn chết ngươi, ta cắn chết ngươi. Đường Đường thở dài rồi suy nghĩ, đối xử với loại trụ cột quốc gia này, nên khuyến khích y di dân đi gây họa cho người ngoài hành tinh hay là tống cổ sang Siberia. Tấm bình phong màu lam cuối cùng cũng biến mất, tiểu thiên sứ cầm loa hô to, sau mấy ngày tranh tài minh chủ võ lâm, cuối cùng đã đến phần kích động nhất, lễ trao thưởng. Trước tiên, mỗi vị đang ngồi trên khán đài đều tăng thêm 2 cấp bậc. Nói xong, trên khán đài ánh sáng trắng lóa lên loạn xạ. Tiếp theo, top 100 người thi đấu, những người ngoài top 10 sẽ được nhận quà tặng, có thể nhận tại môn phái. Tiếp nữa, top 10 không bao gồm top 3, có thể sẽ đến Hoàng Cung tại Kinh Thành nhận phần thưởng. Phó Thiên Minh đẩy đẩy tinh ảnh nói, nghe ra có gì khác biệt không? Có gì khác biệt? Gọi top 100 là quà tặng. Còn top 10 gọi là phần thưởng. Chênh lệch rất lớn. Tiểu Thiên Sứ hào hứng hô, bây giờ mời hạng 3 thi đấu tranh bá minh chủ võ lâm. Đại sư huynh phái võ đang, tinh ảnh ra sân. Mọi người chào đón. Trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt, tinh ảnh xuất hiện trên đỉnh núi. Tiểu Thiên Sứ hỏi, tinh ảnh tiên sinh, trước khi nhận thưởng, có điều gì muốn nói với mọi người không? Tinh ảnh nhận lấy loa, suy nghĩ một lúc rồi nói, ta không rõ từ đại hội võ lâm lần này mọi người có thể nhận ra được vấn đề sâu xa không. Thứ nhất, tại sao võ đang mạnh như vậy, giành được vị trí thứ nhất và thứ ba? Thứ hai, tại sao võ đang mạnh đến thế nhưng số đệ tử lại ít ỏi nhất? Hôm nay ta nói cho mọi người biết, quần chúng mắt sáng như sao nhưng chân lý vẫn nằm trong tay một số ít. Nếu muốn vào top 3 đại hội tới, muốn một mình tung hoành giang hồ, muốn phong lưu phóng túng, ta nói cho ngươi biết. Võ đang chính là sự lựa chọn duy nhất của ngươi. Bây giờ gia nhập võ đang không chỉ được miễn phí trao tặng phần quà cực lớn siêu giá trị, còn có vô số tuyệt học võ công chờ ngươi đến học. Ngươi còn chờ gì nữa? Mau mau gọi đường dây nóng miễn phí dưới màn hình. Nếu báo bận, xin chờ một chút rồi gọi lại sau. Lady, gentleman. Tiểu thiên sứ vội vàng cướp lại loa, mẹ nó, còn biết lừa gạt hơn cả mình. Tiểu thiên sứ lôi từ trong túi áo ra 3 cái hộp lơ lửng giữa không trung, giải thích, ngươi có thể tùy ý chọn một phần thưởng. Một hộp cao hơn máy giặt, một hộp dài, cái cuối cùng nhỏ như gói mì. Tinh ảnh đau khổ hỏi, nhất định phải chọn sao? Không nhất định, ngươi có thể từ bỏ phần thưởng. Có gợi ý gì không? Có đấy. Cái lớn nhất chứa trang bị, cái dài, chứa vũ khí, cái nhỏ nhất là quyển sách. Về nội dung sách thì còn phải xem vận may, nhưng chắc chắn sẽ liên quan tới võ công hay môn phái của ngươi. Tất nhiên, nếu nắm đấm, đương nhiên vũ khí cũng là găng tay sắt, nhẫn hay các vật tương tự. Các ngươi sẽ không đặt kinh thi hay đạo đức kinh vào đó chứ? Tinh ảnh thắc mắc hỏi lại một câu. Tiểu thiên sứ im lặng. Ta chọn vũ khí. Tinh ảnh trả lời khẳng định, trang bị không có ích lợi, chắc chắn là loại bộ trang phục. Bí tịch hay chân giải cũng không có tác dụng lớn với mình lúc này. Có chắc không? Chắc chắn. Vừa dứt lời, cái dương dài biến mất, một đôi găng tay trong suốt hiện ra trước mặt tinh ảnh. Tiểu thiên sứ thì thầm, thiên tầm thủ sáo, chế tác từ tơ tầm thượng đẳng, trải qua 99 ngày 81 đêm rèn luyện. Thủy hỏa bất xâm, đao thương bất nhập, có thể bắt lấy mọi thần binh lợi khí, tính chất, cực phẩm, công kích, cao cấp. Lần này hệ thống không lừa bịp, dù sao cũng đang phát sóng trực tiếp, không thể để lòng người giá lạnh, mặc dù phần lớn vẫn cầu nguyện phần thưởng chỉ được rác rưởi. Cặp găng tay này quả thực là cực phẩm, vũ khí thì chú trọng sắc bén, tay không thì quý tính chất. Găng tay đối đầu với môn phái tay không có thể kém hiệu quả, nhưng nếu chống lại các loại binh khí ngoại môn như kiếm, đao, thương thì tuyệt đối là khắc tinh. Tinh ảnh nhận phần thưởng rồi đứng một bên, trong lòng hân hoan phấn khởi. Tiểu thiên sứ lại cầm ống loa hô to, bây giờ mời hạng nhì trong đại hội, Hoa Sơn phái Kiếm Cầm nữ hiệp lên đài. Kiếm Cầm nữ hiệp, có lời nào muốn nói với bằng hữu người xem không? Kiếm Cầm nhận lấy loa, lặng thinh giây lát rồi nói, lần này ta chưa thể giành được hạng nhất, quả thật là vì bản thân cố gắng chưa đủ. Đứng trước ống kính, ta thề, Kiếm Cầm nhất định sẽ tiếp tục nỗ lực, tranh thủ ở đại hội võ lâm lần sau giành được ngôi đầu. Cuối cùng, ta còn có một yêu cầu, có thể mời Thanh Mai Trừ Trà ra đây cho ta cắn một cái được không? Tiểu thiên sứ nhận lại loa nói, chúng ta không ủng hộ bạo lực. Nói xong, lại lấy ra 3 cái hộp kia, khỏi cần ta nói nhiều, trang bị, vũ khí và sách. Sách, Kiếm Cầm khẳng định,
cô thực sự cần nội công và khinh công. Có chắc không? Chắc chắn. Hộp nhỏ biến mất, một quyển sách hiện lên giữa không trung. Tiểu thiên sứ đọc lên, hữu tự thiên thư, ngẫu nhiên nâng cao một môn võ lên một cảnh giới. Chú ý, phải học tập tại chỗ. Kiếm cầm nghe xong dùng mình, cảnh giới tất nhiên là tốt. Nhưng vạn nhất nâng nội công hay khinh công yếu kém của mình thì cảnh giới cao cũng vô dụng. Chỉ mong nâng độc cô cửu kiếm lên, như vậy mình dù không phải vô địch thiên hạ nhưng ít nhất cũng hiếm có đối thủ. Mồ hôi lạnh rịn ra trên trán kiếm cầm. Chương 236, ta đã trưởng thành. Võ công mà kiếm cầm nắm giữ lần lượt là cửu kiếm, nội công rác rưởi, khinh công rác rưởi, còn có một chiêu thiên la địa võng. Còn võ công sơ cấp, theo thông lệ, hệ thống sẽ không đến mức vô lương mà nhét cảnh giới vào đó. Còn điều kiện học ngay tại chỗ cũng có thể hiểu được, hệ thống là để đề phòng người chơi gom hết các tuyệt học rồi mới sử dụng. 4 chọn 1, nhân phẩm kiếm cầm có vững chắc không? Đáp án khẳng định là có, ít nhất khi Pháo Thiên Minh không ở bên cạnh, vận may cũng coi như không tồi. Lần này cũng không ngoại lệ, theo một tiếng keng vang lên, kiếm cầm kêu gào gọi tư liệu võ công của bản thân, lén lút nhìn xuống nội công rác rưởi, không có biến hóa, thở phào nhẹ nhõm một hơi. Lại nhìn sang khinh công rác rưởi, cũng không có biến hóa. Sau đó cẩn thận nhìn về phía cửu kiếm, vẫn là không có biến hóa. Chiêu thức duy nhất biến hóa chính là thiên la địa võng. Kiếm cầm gãi đầu nhìn thiên la địa võng biến dị rồi suy nghĩ một hồi lâu. Thế nào rồi? Bên cạnh tinh ảnh hỏi han, cũng không tệ lắm. Phần thưởng tuy không rơi vào cửu kiếm, nhưng kiếm cầm vẫn tương đối hài lòng. Sau khi biến dị, thiên la địa võng ngoài việc tăng cường độ công kích và tầm bắn, còn có một công năng khác, có thể tập trung 361 quân cờ thành một đường thẳng đánh ra ngoài 30 mét. Lúc này thiên la địa võng không còn là đồ chơi trẻ con nữa, mà là súng trường liên thanh giết người trong nháy mắt. Điểm đáng tiếc duy nhất là không tăng tốc độ đánh, công kích tầm xa cũng khó đối phó với một số kẻ thân pháp cao minh. Bây giờ xin mời vị minh chủ võ lâm đầu tiên, võ đang, Thanh Mai Chử đến từ bước lên sân khấu. Mọi người hoan nghênh. Pháo Thiên Minh xuất hiện trên đỉnh núi, cướp luôn cái loa của tiểu thiên sứ nói, trước tiên phải cảm ơn những chàng pháo tay thưa thớt này. Tiểu đệ bất tài, làm bừa cho có mà lấy được minh chủ, ha ha ha. Thật ra, các ngươi bảo chức vị minh chủ này ta không nhận, còn ai thích hợp hơn. Xét về võ công, nhân phẩm, trí tuệ, đạo đức, ta chính là học sinh khá giỏi phát triển toàn diện đức trí thể mỹ. Quả thực là danh chính ngôn thuận. Những thứ khác ta không dám nói nhiều, hy vọng năm sau mọi người tiếp tục cổ vũ. Phải biết rằng không có lá cây xanh tươi, hoa hồng trông sẽ rất cô đơn. Ta nói xong rồi, cảm ơn mọi người. Phát thưởng đi. Trăm vạn người phát ra ánh mắt sắc như dao, tên này thật quá phách lối, quá không khiêm nhường, mặc dù mỗi người sau khi lĩnh thưởng cũng đều nghĩ như thế. Theo lẽ thường, mỗi người trúng thưởng ít nhất phải đẩy công lao cho người khác đến 90%, chỉ giữ lại 10% vinh dự cho bản thân. Hoặc giống như kiếm cầm, cảm tạ hết điều nọ đến điều kia, trực tiếp thu gọn vầng sáng vinh quang đến chỉ còn một chút trên người mình, đúng là mức quá vô sỉ, cho dù có là dù nói thật. Cảm ơn cha mẹ. Cha mẹ biết thành tích chơi trò chơi của ngươi, một bạt tai chết tươi. Cảm tạ nhân dân. Rõ ràng nha đầu nhà ngươi dẫm lên xác chết của nhân dân mà leo lên vị trí minh chủ. Vì vậy người có lý trí nghĩ lại, thật ra không thể cảm tạ ai được. Tiểu thiên sứ lấy ra một tấm bảng lớn 3 mét, viết lên đó chữ minh chủ. Võ Lâm nhét vào tay Pháo Thiên Minh và nói, thứ này thuộc loại, không thể thiếu. Năm sau trước đại hội Võ Lâm sẽ bị tịch thu. Công dụng của tấm biển này là có thể gửi tin nhắn bắt buộc phải đọc cho người chơi. Mỗi ngày chỉ được dùng một lần. Nói xong, tiểu thiên sứ lại ném ra 3 chiếc dương trôi nổi giữa không trung. Vũ khí, trang bị, sách. Này, Pháo Thiên Minh bất mãn nói, không phải phần thưởng bí ẩn thần cấp à? Tại sao không khác gì hạng 2, 3? Tiểu thiên sứ quay đầu lại nhìn rồi bừng tỉnh, nói, xin lỗi, là ta nhầm lẫn rồi. Thế còn được, tiểu thiên sứ lấy ra từ trong ngực 3 huy hiệu, dán bốp 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 lên cái dương rồi nói, bây giờ là phần thưởng bí ẩn thần cấp rồi đấy. Ngươi xem, trên đó còn có biểu tượng bí ẩn nữa kìa. Một người đã trải qua gió sương như Pháo Thiên Minh, nghe xong lời này cũng phun ra một ngụm máu tươi. Soạt, y rút ra một thanh phi đao nói, ta thấy mông ngươi muốn bị đâm rồi nhỉ. Tiểu thiên sứ hạ giọng nói,
Đừng mà. Ta đã nói với ngươi rồi, 10 vị tổ sư ra rất bất bình với quá trình ngươi lên làm minh chủ. Cho nên phần thưởng cũng bị bọn họ câu kết lừa mất. Cá nhân ta khuyên ngươi đừng chọn sách, cẩn thận dính âm mưu. Ồ, Phó Thiên Minh cười ra nói, ta nhất định sẽ chọn sách, ngươi lấy ra một quyển Đạo Đức Kinh cho ta xem nào. Ngươi dám lấy ra, ta bảo đảm đại hội minh chủ năm sau sẽ rất thú vị. Đây là lời đe dọa trắng trợn, ngươi dám đưa rác rưởi cho hạng nhất, người khác dù có ghét mình đến đâu cũng thấy trong lòng nguội lạnh vài phần, ít nhất về sau tranh đoạt minh chủ sẽ phải nhún nhường. Lúc quyết chiến, hai người chẳng làm gì khác, chỉ chân chuồng chạm tài tự sát, chết chậm sẽ kêu cha gọi mẹ, chỉ sợ nhận hàng nhất. Chắc chưa? Chắc chắn. Xem như ngươi lợi hại. Tiểu thiên sứ thầm mắng một câu rồi cái dương biến mất. Một quyển sách xuất hiện trên không trung, Vô Tự Thiên Thư. Có thể chỉ định nâng cao cảnh giới võ học, ngoài ra có thể ngẫu nhiên nâng cao một cảnh giới võ học khác. Đã được chưa? Cũng không tệ lắm. Sắc mặt Pháo Thiên Minh vẫn bình tĩnh như nước, nhưng trong nở hoa. Người khác không biết cảnh giới võ học có ích lợi gì, nhưng y thì hiểu rõ. Trước kia Thái Cực Kiếm không kết hợp với nội công, nguyên bộ kỹ năng phối hợp vẫn chỉ là gân gà, sau đó tăng cường cảnh giới là đẩy bản thân lên vị trí đệ nhất cao thủ trong số người chơi. Thậm chí còn có thể giao thủ mấy chiêu với boss. Còn bây giờ mình có khoái kiếm phối hợp với tăng cường tốc độ ra tay, nếu nâng cảnh giới. Cá nhân ta đề nghị ngươi không nên nâng cảnh giới cho Vô Danh Thu Kiếm. Bởi vì sẽ sinh ra hậu quả hiện giờ ngươi không thể lường trước được. Tiểu thiên sứ lại áp sát lại gần, bắt đầu lừa bịp. Pháo Thiên Minh tự hỏi, cũng đúng. Kiếm pháp này của ta đã đạt đến cực hạn mà ta có thể khống chế. Nếu còn tiến hành tăng cường thì quả thật không dễ xử lý. Ví dụ như trong hiện thực muốn sử dụng võ công trong trò. Chơi cũng không phải không được. Có điều nhẹ thì thân thể bị thương, nặng thì có khả năng trực tiếp vặn vẹo cánh tay. Khoái kiếm quá nhanh. Cho dù là cánh tay trong trò chơi, tần suất vận động vẫn không theo kịp. Pháo Thiên Minh thì thầm tự nói, vừa đưa dùng khóe mắt liếc về phía Tiểu Thiên Sứ. Thấy Tiểu Thiên Sứ vừa nghe y nói ngón tay vừa không tự chủ được chuyển động, trong lòng đã có tính toán. Chỉ định du nhận hữu dư ha ha. Pháo Thiên Minh lóe lên ánh sáng trắng, cuốn sách biến mất một nửa. Tiểu Thiên Sứ không nói hai lời đạp tới một cước, gầm lên, lúc nên nghe lời thì không nghe lời. Lúc không nên nghe lời thì lại nghe lời. Giận. Pháo Thiên Minh xoa xoa đầu Tiểu Thiên Sứ nói, ta đã trưởng thành. Nói xong lại điểm một cái lên nửa quyển thiên thư. Sau khi ánh sáng trắng lóe lên, Pháo Thiên Minh thờ ơ xem xét. Ta không đoán sai, quả nhiên hệ thống trả thù mình gia tăng cảnh giới võ công rác rưởi. Linh tê lưỡng chỉ, bỏ qua nội công cao thấp, thêm vào 33,33% cơ hội kẹp được binh khí và ám khí đánh tới. Du nhận hữu dư, giới hạn mỗi ngày sử dụng 12 lần, không có thời gian chờ. Pháo Thiên Minh ném Tiểu Thiên Sứ ra 5 mét, soạt soạt. 8 thanh phi đao cắm lên mông Tiểu Thiên Sứ với tốc độ ánh sáng. Thấy vậy Pháo Thiên Minh cũng cảm thán muôn vàn nói, vì sao cứ nhất quyết đẩy ta lên vô địch đây? Hoan ca, ta rất nhớ ngươi. Kiếm cầm và tinh ảnh không hẹn mà cùng nhích sang phía khác, biểu thị mình không quen không biết người này. Xem lại phần thương của ba người, phần thưởng của kiếm cầm coi như rác rưởi nhất. Có điều cũng coi như là tất cả đều vui vẻ. Tiếp đó là nghi thức bế mạc, túi đồ của tất cả mọi mở ra, hơn nữa có thêm máy bán pháo hoa tự động. Sau đó chính là dạ hội giải trí lúc ban đêm, NPC biểu diễn lên đài. Hơn nữa trong yến hội còn tổ chức diễn rút thưởng trên sân khấu. Đương nhiên mục tiêu rút thưởng đều là người xem tại nơi đây. Lần này hệ thống bỏ ra rất nhiều vốn liếng, khán giả may mắn trúng thưởng đều có quà giá trị không thấp, hoặc là bộ trang phục toàn thân cấp 60 của môn phái, hoặc là chân giải nội công, hoặc là gói quà 24 giờ gấp đôi kinh nghiệm. Chỉ cần không phá hoại cân bằng trong trò chơi, hệ thống sẽ dốc vốn liếng. Bữa tiệc tối kéo dài chừng 6 giờ, trao tặng chừng 30 phần quà. Pháo Thiên Minh rất tức giận là chính mình không được cái nào. Đừng nói là hắn, 10 người đứng đầu không ai rút được. Trải qua một buổi tiệc lớn như vậy, năm tới, trận thi đấu tranh bá minh chủ võ lâm sẽ khuấy động tất cả mọi người chiến đấu hết mình. Dù sao cũng có rất nhiều người bỏ cuộc giữa đường hoặc không tham gia là vì không có lòng tin vào bản thân. Nếu nói rằng trận chiến tranh bá minh chủ trong đại hội võ lâm là Olympics mùa hè, thế thì trận chiến tranh bá bang hội chính là mùa Olympics mùa đông. Vấn đề này chỉ có thể trách người xem, bóng đá nữ dù đá hay đến đâu cũng chỉ gọi là hay chứ không bán được vé, đội trưởng.
đội tuyển quốc gia mới được hơn 2.000 đồng. Còn bóng đá nam cho dù rác rưởi cỡ nào cũng là một đống tiền thưởng lớn, một thủ môn dự bị kiếm được hơn 1 triệu mỗi năm. Trong trận tranh bá bang hội, đừng nói những người không tham gia, cho dù là những người tham gia cũng không có tinh thần gì. Đâu có giống thi đấu minh chủ, mọi người tham gia, phần thưởng là của chính mình. Còn phần thưởng của trận tranh bá bang hội là của người khác. Được vinh dự cũng chẳng có gì to tát, một bang hội lớn có đến cả vạn người, ngươi chỉ là một trong số đó. Trong tình huống như vậy, hệ thống cũng nhanh chóng quyết định, trong tình huống chết không mất mát gì. Giết chết đối thủ có khả năng rơi ra tiền hoặc trang bị, tỷ lệ rơi đồ cao thấp tùy theo chức vị trong bang, tương ứng với khả năng rơi đồ của các boss. Nói ngắn gọn là đừng coi người chơi là người chơi, hãy coi họ như quái vật. Tiêu diệt bang chủ không chỉ chiến thắng mà còn có thể nhận được trang bị tốt, vật phẩm tốt và rất nhiều tiền tiền. Một quyết định khác là mở màn hình lớn ở thành trấn, phát sóng trực tiếp miễn phí tại hiện trường. Đồng thời cũng cho phép đặt cược, chia thành đặt cược từng trận, đặt cược quán quân, cược số người tử vong, vân vân. Sau đại hội minh chủ 3 ngày là đại chiến bang hội, lựa chọn ngẫu nhiên giao đấu, áp dụng chiến thuật tiêu diệt từng đội một. Thí dụ 4 bang hội A, B, C, D, A và B đấu A thắng, C và D vẫn tiếp tục đấu. Khi đó A có thể nghỉ ngơi và bổ sung thuốc men. C và D đấu xong C thắng thì không được nghỉ mà phải đấu ngay với A, nghĩa là thắng càng nhanh thì càng có nhiều thời gian nghỉ ngơi chữa trị. Phần thưởng cho đội thắng đều là tăng cường cấp bậc bang hội, bổ sung cơ sở vật chất. Tuy nhiên, phần thưởng cho đội vô địch thì vô cùng lớn, bang hội vô địch có thể được chia một phần lãnh thổ của ba đại bang phái, có được địa bàn phát triển. Ba đại bang phái sẽ không bao giờ chủ động tấn công họ. Các bạn đang nghe chuyện Võ Lâm Bá Đồ của tác giả Hà Tả tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 237, Chiến tranh bang hội. Người khác thì không biết, chứ sao Pháo Thiên Minh chẳng không có tinh thần gì, cầm điện thoại gọi, bà chủ Lãnh, chử trà đây. Chuyện gì? Giọng Lãnh Nhược Tuyết rất bình tĩnh, không phải thằng nhóc này định nhảy việc đúng lúc quan trọng đấy chứ. Ta nói thế này, dù sao thi đấu cá nhân ta đã thắng rồi. Ngươi và Huyết Ảnh và Lam Sắc gần như kết thúc rồi, ta thấy không cần tham gia chiến đấu bang phái nữa. Không được. Nghe ta nói đây, Huyết Ảnh rất bất mãn, hắn nói chúng ta so tài khả năng tổ chức chứ không phải năng lực cá nhân. Vì vậy trận cuộc bang hội mới là lúc quyết định phẩm chất toàn diện của một người. Ngươi đồng ý rồi à? Pháo Thiên Minh vội vàng hỏi. Đều là con cháu thế gia. Hơn nữa, ta đã xem trận tranh tài minh chủ rồi, sau đó cảm thấy những lời hắn nói rất có lý. Dẫu sao ngươi cũng không cần lo lắng, có Lam Sắc ở đây rồi, muốn thua cũng khó, huống hồ còn có ngươi, Vô Song Ngư, Vũ Lý Hoa, còn có cả Tinh Ảnh trợ giúp, chắc chắn có thể giành ngôi đệ nhất. Pháo Thiên Minh hậm hực cúp máy, đành phải đi giải quyết thủ tục rời bang của Thiên Hạ Bang. Sau đó tới Hoàng gia thiên đường của Quyền Lợi bang tìm Lãnh Nhược Tuyết giải quyết thủ tục gia nhập bang, rồi chờ tới ngày mai tham chiến. Ngày hôm sau, hệ thống công bố chi tiết về trận chiến giữa các bang phái. Điều này khiến các bang chủ phải liều mạng. 1. Bang chủ tử trận là thua. 2. Mỗi bang được bổ nhiệm 5 hộ pháp, sau khi tất cả hộ pháp tử trận, bang chủ mới xuất hiện trên chiến trường. 3. Cuộc chiến giữa các bang phái áp dụng hình thức tiêu hao, tất cả người chết sẽ bị rời khỏi phó bản, không được hồi sinh trong trận sau. 4. Khung cảnh đều là tiểu trấn, khoảng 5 km², ra khỏi trấn sẽ bị coi là tử trận, nằm yên tại chỗ 3 phút không di chuyển sẽ bị đánh dấu và chịu sát thương từ hệ thống. 5. Nếu có thuốc chữa thương, tốc độ hồi phục tính như người chơi, không có thuốc thì tùy vào thương tích mà chậm rãi hồi phục hay nặng dần thêm. 6. Người trong cuộc không thể liên lạc với bên ngoài. Khi chi tiết này vừa được công bố, lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Đặc biệt là điều thứ 3, không được hưởng quyền sống lại, sẽ khiến chiến trường của các bang hội thêm hấp dẫn. Số người quan tâm tất nhiên tăng lên. Pháo Thiên Minh thì chỉ lướt qua, không có hứng thú lắm, tiếp tục uống Coca-Cola ở quán rượu của mình cũng được. Lãnh Nhược Tuyết không có y làm hộ pháp, nên hắn đang suy nghĩ có nên xông lên đi chịu chết ngay trận đầu hay không. Sau đó rút ngân phiếu ra, hò hét một tiếng, các đồng chí, đây là tiền bang phí của hạ, xin hãy gửi lên đại ca. Điện thoại vang lên, Pháo Thiên Minh nhấc máy lên nhìn, là tiểu nhị, alo. Huynh đệ, đang bận gì đó?
có việc cứ nói thẳng, chớ vòng vo. Trong mối quan hệ với Tiểu Nhị, Phó Thiên Minh vẫn giữ khoảng cách, tức là chỉ giúp đỡ khi có việc, không thì không gọi điện. Đại ca của chúng ta tìm ngươi đấy, Huyết Ảnh. Đúng vậy, ngươi có rảnh dùng cơm không? Không. À có. Phó Thiên Minh vừa nói quanh co vừa đoán đoán Huyết Ảnh mời mình có mục đích gì. Không lẽ định thu mua mình làm gián điệp, vạn nhất hai bang gặp nhau thì sai mình dò la tin tức. Hay là mời lão đại ngươi đến quán rượu của hạ? Tất nhiên, ta sẽ chiêu đãi. Tiểu Nhị trả lời, như vậy e ngươi không tiện lắm. Bên ta đã sắp xếp tiệc rượu ở phòng 208 Lạc Dương Tùng Hạc Lâu, đang chờ ngươi đến đây. Vậy thì được, ta thay quần áo rồi liền sang đó ngay. Thay quần áo? Tiểu Nhị buông điện thoại xuống hỏi, lão đại, cái gì gọi là thay quần áo? À, câu hỏi của ngươi rất cổ rồi. Ta đoán chẳng mấy ai người Trung Quốc hiểu nổi, thay quần áo chính là đi nhà xí đấy. Huyết Ảnh đáp xong lại hỏi, ngươi thật sự tin chỉ một mình hắn là đủ sao? Được hay không được, lúc thi đấu minh chủ tỷ ngươi cũng đã chứng kiến rồi đấy. Nếu hắn không được thì chẳng ai làm được. Lạc Dương. Phó Thiên Minh vừa bước vào phòng, Huyết Ảnh đã nhanh chóng tiến lại nắm tay y rất nồng nhiệt, trừ trà huynh đệ đến rồi sao? Đã lâu không gặp, chẳng lẽ bận rộn đến nỗi quên cả bằng hữu cũ à? Nếu không nhờ Tiểu Nhị mời, chắc ngươi cũng không chịu nể mặt ta. Phó Thiên Minh lập tức tỏ ra khách khí, Ảnh ca, huynh nói gì thế, huynh đệ chúng ta sao lại khách sáo như vậy? Tuy gần đây quả thật có hơi bận rộn, huynh cũng biết ta vừa mới vang danh mà, bọn đại lý quảng cáo đại diện thương hiệu như con ruồi ngửi thấy mùi phân, xúm xít chạy tới hết. Xin lỗi, rất xin lỗi, ta thấy đây là chuyện tốt mà. Ngồi đã, ngồi đã, Tiểu Nhị, báo Tiểu Nhị có thể đem món lên rồi. Huyết Ảnh thân mật giúp Phó Thiên Minh kéo ghế, Tiểu Nhị thì chạy đi gọi Tiểu Nhị. Xem cách đặt tên đi. Thức ăn nhanh chóng được bưng lên. Tiểu Nhị cũng không quay lại. Trong phòng chỉ có Huyết Ảnh với Pháo Thiên Minh. Huyết Ảnh rót rượu vào chén cho Pháo Thiên Minh rồi thở dài một tiếng. Ai? Mẹ nó, có chuyện gì thì cứ nói thẳng, còn diễn trò này làm gì? Pháo Thiên Minh lập tức hùa theo, Ảnh ca có tâm sự gì không? Cứ nói ra xem huynh đệ có chỗ nào giúp được không? Còn không phải vì nữ nhân ư? Hả? Pháo Thiên Minh phối hợp tỏ vẻ nghi hoặc. Huyết Ảnh tiếp tục thở dài cười khổ, không muốn lừa gạt huynh đệ ngươi. Từ nhỏ ta đã là con ông cháu cha mà các ngươi vẫn nói đến. Cho nên, đối với nữ nhân, dù họ có trong sáng hay mạnh mẽ đến đâu, chỉ cần ta muốn, không mấy ai có thể thoát khỏi lòng bàn tay của ta được. Nhưng, như tục ngữ đã nói, quả đúng là báo ứng, lão ca của ngươi lại đem lòng yêu một nữ nhân rất mạnh mẽ. Không sợ huynh đệ ngươi chê cười, ca có tình, muội vô ý, khiến cho ta phải ngày mong đêm nhớ, ngủ không yên giấc. Phó Thiên Minh xắn tay áo lên quát, thịt à, là nữ nhân nào không có mắt như vậy mà còn dám không nể mặt. Để huynh đệ đây thay ngươi chém chết cô ta. Vừa nói vừa ra vẻ trẻ trâu. Đừng, đừng mà. Huyết Ảnh liền vội vàng an ủi Phó Thiên Minh đang nóng giận, nói tiếp, tình cảm là không thể cưỡng ép được. Ngươi cũng biết nữ nhân này chính là đại tỷ trong bang phái hiện tại của ngươi, Lãnh Nhược Tuyết. Cả thiên hạ đều biết, chỉ mỗi ngươi là không hay. Ớ, Pháo Thiên Minh bừng tỉnh, ra là cô ấy. Ảnh ca, chẳng lẽ huynh định nhờ huynh đệ ta nói giúp vài lời hay à? Nhưng thật sự không được đâu, ta còn hiếm khi được thấy mặt cô ấy. Không cần nói lời hay làm gì, lần này ta mời ngươi đến. Lão ca ta ăn ngay nói thật đây. Ta biết rõ, thực ra Tiểu Tuyết cũng rất có cảm tình với ta. Nhưng ngươi biết đấy, loại nữ nhân như vậy đều thích nam nhân mạnh mẽ. Cho nên cô ấy liền đưa ra một điều kiện khó khăn cho ta, nói ta phải dẫn dắt bang hội giành đệ nhất trong bang chiến, cô ấy mới chịu xem xét tạo quan hệ với ta. Cái này, Pháo Thiên Minh do dự nói, cái này hình như ta không giúp gì được đâu. Hơn nữa người ta còn là bà chủ của ta. Nói đi, nhanh nói tới chuyện tiền bạc đi, ta có thể nhảy việc. Huyết Ảnh lập tức nghiêm mặt, cái này là tất nhiên rồi, bà chủ chính là cha mẹ nuôi dưỡng, dù thế nào cũng không thể động vào người ta. Ý ta là, có lẽ ngươi cũng biết, Lam Sắc là bạn thân của ta, nhưng bây giờ lại bị một nữ nhân quyến rũ, chưa nói tới chuyện khiến cho huynh đệ bất hòa. Cha mẹ hắn còn cứ hai ngày lại tìm đến ta, bảo ta khuyên Lam Sắc đừng mê muội vào trò chơi nữa. Ngươi nói xem, hắn có thể bát nhân, nhưng làm sao ta lại bất nghĩa được. Người cần giúp vẫn phải giúp,
ai bảo ta hơn hắn vài tuổi. Vậy ngươi định giúp cách nào? Kỳ thực ta nói như vậy đã khiến huynh đệ khó xử rồi. Chỉ cần lần này bang hội của Tiểu Tuyết thất bại, chắc chắn nữ nhân của hắn sẽ không đoái hoài tới hắn nữa. Như vậy có lẽ ta có thể khiến hắn tỉnh táo trở lại. Phó Thiên Minh khó xử nói, theo ta được biết, Lam Sắc không đơn giản như thế. Chính vì như vậy mới khó. Nói thật, phe ta thật sự không có ai có thể hạ được hắn. Chắc chắn hắn là một trong ngũ hộ pháp, nếu như... Nói đến đây, Huyết Ảnh nhìn Phó Thiên Minh bằng ánh mắt khó xử. Phó Thiên Minh vội vàng phối hợp, Ảnh ca có gì phân phó xin cứ lên tiếng, không nói gì khác. Chỉ riêng vì chuyện Ảnh ca trượng nghĩa với huynh đệ nhà mình như vậy, có bảo tiểu đệ leo lên núi đao, xuống biển lửa cũng tuyệt đối không thành vấn đề. Huynh đệ đã trượng nghĩa như vậy, ta còn giấu giếm nữa thì thật khó coi. Thật ra ta muốn mời huynh đệ, trong hoàn cảnh không lộ thân phận, hãy trừ khử hắn. Huyết Ảnh rất lo lắng nhìn Pháo Thiên Minh. Hắn biết có thể Pháo Thiên Minh có cách, nhưng nếu không muốn lộ thân phận thì yêu cầu sẽ cao hơn một chút. Cho dù có mặt nạ hay che mặt, nhưng khinh công, kiếm pháp, phi đao đều có thể dễ dàng bị nhận ra. Pháo Thiên Minh hơi khó xử, cách à, có cửa rồi. Huyết Ảnh mừng rỡ, chỉ cần ngươi có cách là được rồi. Còn việc ngươi có làm hay không, đó không phải vấn đề. Chỉ cần huynh đệ có thể giúp ta hoàn thành việc này, chuyện hậu cần không cần bận tâm. Huyết Ảnh vỗ ngực nói, ta cũng không biết rốt cuộc huynh đệ phải tốn bao nhiêu tiền của. Thế này đi, lão ca ta cũng không có tiền trò chơi gì. Trước mắt đưa 5 vạn tiền thật coi như đầu tư, cho dù thành công hay thất bại cũng coi như tiền công của huynh đệ. Nếu mọi việc thành công, lập tức lại đưa thêm 10 vạn, coi như ta cảm tạ huynh đệ. Huyết Ảnh biết lúc này không thể nói cám ơn xuông, cám ơn được bao nhiêu đồng, cứ dùng tiền nện thẳng vào mặt là tốt nhất. Phó Thiên Minh cởi mở cười nói, nghe những lời huynh nói, chúng ta nhắc đến tiền nhiều quá sẽ làm tổn thương tình cảm. Dù sao nếu Ảnh AC kiên quyết, việc này cứ giao cho tiểu đệ. Huyết Ảnh lại gần thêm chút nữa, Phó Thiên Minh vừa rủa thầm vừa nghiêng tai lại. Huyết Ảnh hạ, giọng, nếu huynh đệ có thể giúp ta tìm ra nội gian trong Tinh Anh Đường, mỗi người ta sẽ tạ ơn 5.000. Nội gian ư? Phó Thiên Minh choáng váng, dùng nội gian đào bới nội gian, chơi vô gián đạo à? Ít nhất có 2 người, nội dung công việc của 2 người ấy giống như ngươi, mục tiêu là hạ sát ngũ hộ pháp bên ta và báo tin tức của bang hội ta. Làm sao ngài biết? Ta có nội ứng ở chỗ Tiểu Tuyết. Hóa ra 2 bang hội này đều có kẻ phản bội, chẳng trách biết tin ta gia nhập bang vào nhanh như thế. Phó Thiên Minh lau mồ hôi lạnh, hồng nhan họa thủy. Có điều hắn biết, đây cũng chỉ là trò chơi của kẻ có tiền, giống như năm đó Sa bị theo đuổi. Những người này để ý đến mặt mũi, chú trọng tu dưỡng, thứ duy nhất không coi trọng chính là tiền. Tiền với bọn họ chỉ là con số mà thôi. Cái này ta không dám cam đoan, ta chỉ có thể cố hết sức. Phó Thiên Minh suy nghĩ rồi hỏi, có nên thuận tiện thịt luôn tứ hộ pháp khác không? Huyết Ảnh mừng rỡ, có, mỗi người 5.000, trả ngay khi giết. Chẳng qua không thể lộ danh tính, tránh Tiểu Tuyết hiểu lầm. Ta thích nhất là kẻ phản bội, đặc biệt là có thể quay xe làm cho cả nhà chủ thuê điêu đứng. Được, có điều Lam Sắc thực sự hơi khó xử lý, ta phải tìm cơ hội. Cách thì có nhưng không dám cam đoan. Vậy thế này đi. Nếu khi đối đầu với bang hội của ngươi mà ta vẫn không giết được hắn, thì 5 vạn kia ta sẽ trả lại cho ngươi. Huynh đệ, ngươi làm vậy là... Huyết Ảnh nhìn ánh mắt kiên quyết của Pháo Thiên Minh, cuối cùng đành nhượng bộ nói, vậy thì tùy huynh đệ. Bên ta còn chút việc, ta xin cáo lui trước. Chúng ta sẽ thêm bằng hữu. Pháo Thiên Minh thấy đã nói gần đủ, lặng lẽ đặt một tờ giấy đã ghi sẵn dãy số lên bàn. Vậy ta không tiễn nữa, đi thong thả à. Huyết Ảnh trở lại vị trí, cầm lấy mảnh giấy mà Pháo Thiên Minh vừa lưu lại, cảm thán, cùng một loại người, vừa muốn làm kỹ nữ vừa muốn lập đền thờ. Mê chết đi được. Pháo Thiên Minh rời khỏi Lạc Dương, thở dài một hơi, mê chết đi được, ghét nhất là qua lại với loại người vừa muốn làm kỹ nữ vừa muốn lập đền thờ. Chương 238, Nhật ký tìm chết của Tinh Ảnh. Huyết Ảnh không chỉ làm việc hiệu quả, mà còn rất coi trọng lời hứa. Chỉ sau một giờ, tài khoản ngân hàng điện tử của Pháo Thiên Minh đã nhận được 5 vạn tiền thật. Pháo Thiên Minh vừa định gọi điện cảm ơn Huyết Ảnh thì điện thoại đã reo lên trước. Tiểu nhị gọi tới hỏi, trừ trà huynh đệ, ngươi đang ở đâu? Quán rượu.
chờ ta, tới ngay đây. Trong phòng riêng của không có quán rượu, hai người đàn ông nhìn nhau thâm tình. Cuối cùng, tiểu nhị không nhịn được hỏi, huynh đệ, lão đại tìm ngươi có chuyện gì? Phó Thiên Minh tựa cằm vào tay trả lời, bắt nội gian, nghe nói còn là hàng nhập khẩu nữa. Ngươi có biết không? Tiểu nhị lau mồ hôi lạnh, làm sao ngươi biết? Thứ nhất, người nước ngoài phương dễ mua chuộc hơn người Trung Hoa, người Trung Hoa ít nhiều còn phải giữ thể diện. Thứ hai, người là người bên cạnh huyết ảnh, muốn mua thì mua đồ tốt. Thứ ba, IQ của Lãnh Nhược Tuyết tuyệt đối thể thấp. Thứ tư, người đánh giá cao ta quá, lại hốt hoảng. Ha ha, lợi ích chính là trên hết mà. Ngài cũng biết đấy, trò chơi chỉ là chỗ cho kẻ có tiền so bì thủ đoạn, chó cắn chó đầy một miệng lông. Cho dù chúng ta chỉ là quân cờ, cũng phải là quân cờ kiếm tiền. Ngài nói có đúng không? Ngươi yên tâm, dù sao cũng là bằng hữu. Ta có thiếu đạo nghĩa, nhưng cũng sẽ không dẫm đạp lên bằng hữu để kiếm tiền. Nội gian khác là ai? Tiểu nhị khinh khỉnh nói, đâu chỉ một, còn có đến ba lận. Đừng nói người trong trò chơi không chịu nổi sức ép tiền tài. Ngay cả trong đời thực, bình dân cũng dễ dàng nhượng bộ trước tiền bạc. Như cái phim của Châu Tinh Trì nói, ta ném 1 triệu lên người cô khiến cô cởi hết, rồi lại ném 1 triệu nữa lên người khiến cô tự leo lên người ta. Đưa danh sách cho ta, ta chia ngươi 5.000. Được, là Long Thành và 2 diễn viên quần chúng. Đây là tài khoản của ta. Phó Thiên Minh nhận số tài khoản, bắt tay tiểu nhị nói, Trung Quốc có câu tục ngữ, không tiền phi nghĩa người không giàu. Có tiền thì mọi người cùng nhau phát tài. Cướp của người giàu chia cho người nghèo là nghĩa vụ của mỗi công dân. Hợp tác vui vẻ nhé. Còn hạng mục khác đừng quên ta. Đương nhiên rồi. Rất nhanh chóng, khoản thu nhập thứ 2 đã vào tay. Nội gian cùng nội gian hợp tác, cùng bán đứng nội gian. Thật con mẹ nó đơn giản. Trước đêm chiến dịch bắt đầu, ngũ đại hộ pháp của Lãnh Nhược Tuyết, Lam Sắc, Tinh Ảnh, Thiên Nhãn, Chân Hán Tử, còn có Nga Mi đệ nhất cao thủ Thiên Thiên. Tinh Ảnh, sau khi bang chiến bắt đầu tìm cơ hội tự sát, xong việc gửi cho ngươi 5.000. 5.000, trừ cha có phải ngươi lại làm sát thủ không? Thế có vẻ không tốt cho lắm. Là tiền thật, Huyết Ảnh cho. Lúc trước Pháo Thiên Minh đã thương lượng với Huyết Ảnh. Tinh Ảnh sẽ tự sát, Huyết Ảnh hoàn toàn đồng ý. Ta sẽ lập tức đi tìm chết. Số lượng tối đa tham gia bang chiến là 1.000 người. Tuy nhiên các bang lớn có thể xin tách thành mấy phân đà. Hơn nữa có thể đảm bảo trong tình huống người khá chưa chết sạch, các phân đà sẽ không chạm mặt nhau. Khi thời gian đến, các bang hội tham gia sẽ tập trung đầy đủ tại phó bản, sau đó có 1 phút đếm ngược. Đây cũng chính là thời gian mọi người đặt cược. Hoàng gia thiên đường của Lãnh Nhược Tuyết có 300 người, nhưng mỗi người đều là cao thủ. Lần này họ phải đối mặt với một bang hội nhỏ, bang phái làm nền với 40 thành viên. Một trấn nhỏ vô danh, hai bên đường là ghế khách danh dự nơi các bang chủ quan sát. Trước khi ngũ hộ pháp xuất trận, họ không được xuất hiện trên chiến trường. Phía đông đường là bang phái làm nền, phía tây là hoàng gia thiên đường, giữa họ là 2 con đường tên là đường số 1 và đường số 2. Cảnh tượng như 2 băng đảng tranh giành địa bàn. Giết! Khi đếm ngược kết thúc, Tinh Ảnh lao ra như thể uống thuốc kích dục, hét lớn một tiếng rồi, ỷ vào khinh công cao siêu mà một mình xông lên. 3 phút sau, đại quân đã điều chỉnh đội hình theo sự chỉ huy của Thiên Nhãn và tiến đến điểm giao chiến. Trong số 40 kẻ địch ban đầu, 3 tên vẫn còn vùng vẫy, trong đó có cả bang chủ của chúng. Tinh Ảnh khóc lóc nhắn tin cho Pháo Thiên Minh, thân thủ vậy thử, muốn chết cũng khó. Phương án tốt nhất là ít không địch lại nhiều, ra sức chiến đấu mà chết, nếu không rất dễ lộ ra sơ hở trước mắt Lãnh Nhược Tuyết. Cầm Lương lại còn nhận hối lộ, dù thế nào cũng phải có đạo đức nghề nghiệp, ít ra cũng phải làm sao cho trên không có lỗi với người xem, dưới không thẹn với bách tính. Thăng cấp, giết, Tinh Ảnh lại là người đầu tiên xông ra, 5.000 tiền thật khiến Tinh Ảnh như ác quỷ địa ngục. Lần này đối thủ của bọn họ hơi mạnh hơn, có 100 người trở lên, lại bố trí 10 mấy kỵ binh xung kích trận. Không ngờ thế trận mới vừa thành, chưa kịp tấn công đã thấy một người tóc tai rối bù xù lao thẳng tới, trong miệng còn hô hét, ai tới giết ta đi, ai tới giết ta đi. Kẻ địch lập tức kinh ngạc đến ngây người, chờ khi lấy lại tinh thần, người ta đã hạ gục 5 đồng đội bên mình, thế trận kỵ binh trực tiếp bị phá vỡ. Đám người sợ hãi, Tinh Ảnh thì giận dữ, đúng là quá đáng, ta giơ ngực ra đỡ thương, ngươi sợ cái chiêm gì. Thiên Nhãn có bài học lần đầu,
Lần này vừa thấy tinh ảnh quậy phá lao ra, hắn trực tiếp vung tay lên, một nhóm đông binh mã yểm hộ tiến lên. Kết quả tinh ảnh bị thương nhẹ, vẫn không chết nổi. Trong trận chiến không hề kịch liệt, tinh ảnh và pháo thiên minh quay sang nhìn nhau, hai chỉ có thể nuốt cay đắng vào trong lòng. Thời đại này kiếm tiền thật không dễ dàng, nếu cứ không gặp đối thủ, không có tình thế giằng co, cho dù pháo thiên minh có mạnh mẽ đến đâu cũng không kiếm không được đồng nào. Thăng cấp, giết, tinh ảnh như nuốt hai hộp Viagra, vạn tám thành nội lực lao thẳng tới. Lần này hắn học khôn, không chỉ bỏ lại chiến hữu, đến lúc hết nội lực tự nhiên sẽ bị giết. Sau đó giải thích, mình dùng thân thể kích hoạt bẫy độc của kẻ địch, mở ra con đường sáng lạn cho lực lượng chính nghĩa. Nhưng từ xưa tới nay, tìm chết là khó nhất. Đến phố đông, tinh ảnh sững người, một người đầu đội chữ bang hội đang nhìn mình với vẻ rầu rĩ tức tối. Không chỉ không có tiểu đệ ở bên cạnh, vị bang chủ này đã gác đại đao lên cổ mình. Ta sẽ không để lại cho các ngươi bất cứ trang bị nào. Bang chủ phe địch hét lớn một câu bi tráng, rồi đao trong tay dồn sức. Đừng! Tinh ảnh lăn lộn bò đến trước ánh sáng trắng tử vong kia, quỳ xuống đất, cúi đầu, khóc lóc. Mặt trời dần lặn về phương Tây, pháo thiên minh đồng tình ngồi bệt xuống bên cạnh tinh ảnh, lấy ra một chai Coca-Cola rồi đưa cho hắn. Tâm trí y cũng bắt đầu rối bời. Ông trời ơi, hai ngày qua ngài giờ quẻ đủ chưa, chẳng lẽ lần này ta lại lật thuyền? Vận mệnh cuối cùng cũng sẽ thay đổi, con người cuối cùng cũng sẽ gặp khó khăn. Lần này, nhân số phe đối thủ của Hoàng gia không nhiều lắm, chỉ khoảng 40 người, nhưng mỗi người đều có võ công tốt, ý chí chiến đấu còn hết sức mạnh mẽ. Lần này tinh ảnh không còn phải hô hào nữa mà trực tiếp xông lên. Có điều, lần này hắn không dám vận tới tám thành thắng nữa. Lãnh Nhược Tuyết đã tìm hắn để tâm sự. Cô rất khâm phục tinh thần dũng cảm của hắn, hơn nữa còn dùng tiền thưởng để khuyến khích hắn tiếp tục cố gắng. Tuy vậy, cô hy vọng hắn có thể chú ý đến trạng thái của bản thân, cẩn thận không để lật thuyền trong ao tù. Có thể thấy Lãnh Nhược Tuyết rất hài lòng với việc bang hội không có thương vong, quy phần lớn công lao lên đầu tinh ảnh. Nhất định phải gặp ai đó có ý chí chiến đấu. Thượng đế ơi, từ trước đến nay ta chưa từng cầu xin ngài điều gì. Giờ đây xin ngài chiều theo điều ước nhỏ nhoi này của ta. Tinh ảnh cầu nguyện rồi lao vào phố đông. Vừa bước vào phố đông, hắn đã há hốc mồm kinh ngạc, bởi trước mắt hắn chắc chắn là một nhóm người có ý chí chiến đấu mãnh liệt. Nhưng, tinh ảnh chậm rãi đeo bao tay thiên tầm rồi gửi tin nhắn, trừ trà, mau tới diệt trừ lũ danh con này đi. Pháo thiên minh nhận được tin nhắn, tới xem tình hình. Sau đó thì vui rồi, 40 người kia đều là võ đang phái. Đừng nói chỉ 5.000, dù cho 6.000, tinh ảnh cũng không muốn mất mặt trước võ đang phái. Dĩ nhiên, nếu 7.000 thì có lẽ còn suy nghĩ lại. Mặc dù võ đang phái là phái lưu manh, nhưng vừa thấy tinh ảnh và pháo thiên minh, cả đám lập tức run rẩy, hai tên boss trấn phái, đạt hạng nhất và hạng ba trong tại đại hội minh chủ. Chuyện cũ của bọn họ người ngoài không biết, nhưng trong võ đang lại là đề tài bàn tán sôi nổi, về cơ bản là tấm gương cho mọi người học tập. Tâm địa thâm độc lắm, ý tưởng xấu xa, võ công cao cường kèm theo thần binh. Đừng nói có 40 người, cho dù là 400 người, dũng khí của bọn họ cũng nguội mất một nửa. Năm đệ tử võ đang bước ra, đầy bi thương nói, đại sư huynh, trừ trà sư huynh, xin hãy giữ lại đồ đạc cho chúng ta. Xin mời. Năm người nói xong, đồng loạt nhắm mắt chờ chết. Pháo thiên minh thở dài giết người, sau đó giao dịch đồ đạc rồi rào cho đệ tử võ đang bên cạnh. Tiếp theo ánh sáng trắng lóe lên, bang chủ xuất hiện, hiển nhiên là võ đang e có tỷ lệ xuất hiện nhiều nhất. Võ đang e tiến lên vài bước, các vị có định quét hết bang chủ bình thường một lượt không? Xem sẽ rơi rác rưởi gì, cho dù là rác cũng nhặt hết có được không? Pháo thiên minh quay đầu lại rồi nói, không kịp nữa rồi, đại quân sắp tới, muốn chết thì phải tranh thủ lúc này. Được rồi, võ đang e lại tiến lên vài bước dặn dò, tuyệt đối không được tham ô đâu đấy. Biết rồi, dù có rơi ra lão trương cũng giữ lại giúp ngươi. Pháo thiên minh không kiên nhẫn nổi, giải quyết luôn võ đang e. Thăng cấp, bang hội duy nhất hoàn toàn không tổn hại liên tục thăng cấp. Hoàng gia thiên đường ra đã, trở thành tiêu điểm trong bang chiến. Nếu mấy trận trước võ công phe địch không ra sao, vậy thì lần này hơn 200 kỵ binh đều là cao thủ. Hơn nữa bang chủ của bọn họ rất không đơn giản, trong giang hồ cũng là người có máu mặt, tên của hắn là Ái Niếp Niếp. Ảnh ca. Tinh ảnh chạy tới phố đông,
Một thủ lĩnh kỵ binh phố đông sau khi nhận được lệnh lập tức xuống ngựa, rất khách khí chào hỏi Tinh Ảnh. Tinh Ảnh gãi gãi đầu, cũng khách khí trả lời, huynh đệ là. Chúng ta là anh hùng bang, không ngờ lần này gặp được Ảnh ca ngà. Đại ca của chúng ta dặn dò, chắc chắn ngươi và trà ca cũng không nghĩ tới chuyện sẽ gặp được người mình. Thay vì bối rối như vậy, không bằng chúng ngươi tạm lui qua một bên, chúng ta đánh trước. Lát nữa nếu chúng ta thua tất nhiên không còn lời gì để nói. Còn nếu chúng ta thắng, sẽ tuyệt đối không đả thương bang chủ của các ngươi trước mà khiêu chiến các ngươi trước. Nếu các ngươi không đồng ý, đại ca của chúng ta cũng nói rồi, để các ngươi giết được là, đang trước mặt mọi người, huynh đệ lại đi trở mặt trước thì thật quá khó coi. Các ngươi thấy đề nghị của chúng ta hợp lý chứ? Tinh Ảnh gấp gáp nhắn tin cho tên vô sỉ ái Niếp Niếp, lại bị nhắc nhở người ta không ở trong khu vực này, không cách nào nhận tin. Vô sỉ chỗ nào? Ái Niếp Niếp dùng chiêu này là trực tiếp phế bỏ hai đại cao thủ trong Hoàng gia Thiên Đường. Nhưng người ta đã nói đến mức này rồi, chẳng lẽ Tinh Ảnh lại không đáp ứng? Nước mắt chảy ngược vào lòng thuật lại tình hình cho Lãnh Nhược Tuyết. Lãnh Nhược Tuyết tỏ vẻ đồng ý, sau đó hắn và Pháo Thiên Minh kéo nhau ra góc vẽ vòng tròn. Các bạn đang nghe chuyện Võ Lâm Bá Đồ của tác giả Hà Tả tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 239, Hồ Gia Đao Pháp. Pháo Thiên Minh và Tinh Ảnh đến một nhà quán trọ không người, đánh bài nhàm chán không chịu nổi, bên ngoài thì chém giết động trời. Đối mặt kỵ binh xung kích cường đại, Thiên Nhãn hạ lệnh tất cả mọi người đều lên nóc nhà, 5 người một tổ tùy thời tiến hành tập kích vây giết. Ái Niếp Niếp cũng không phải ngu ngốc, trước kia đã gặp chiêu thức như vậy, các kỵ binh tất cả đều là 7 người một tổ tiến hành tuần tra đường phố. Bắt được một người lộ ra bên ngoài là xuất thương đâm qua, mặc kệ có chết hay không, tuyệt đối không dừng lại. Lúc này phó bản của Lãnh Nhược Tuyết lam sắc lại hoàn toàn theo không kịp tiết tấu. Các kỵ binh vừa thấy hắn chặn đường là tự phân tán trái phải xông qua, hoặc là có người cường hãn hơn trực tiếp nhảy qua đỉnh đầu hắn. Lúc nhảy qua hoặc lướt qua, vẫn không quên giơ thương đâm loạn vào đầu hắn, khiến cho hai tay lam sắc chỉ có thể bảo vệ mắt. Một khi thương bị nắm lấy, lập tức vứt bỏ thương lao đi, dù sao cũng không phải loại hàng cao cấp gì, trong túi đồ toàn tính theo đống. Toàn bộ kỵ binh, tất cả đều là kỵ binh, cũng coi như là một phong cảnh trong trò chơi. Hoàng gia Thiên Đường vốn thuận buồm, xuôi gió rốt cục đụng phải đá ngầm, chẳng bao lâu sau đã xuất hiện cái chết đầu tiên. Có người thứ nhất thì thứ hai, thứ ba cũng không khó xuất hiện. Lãnh Nhược Tuyết và quân sư Thiên Nhãn thấy tình huống này không khỏi có phần gấp gáp. Dưới tình huống bó tay không có cách nào, bọn họ đồng thời nghĩ tới một người. Thiên Nhãn lập tức gửi tin nhắn, trừ trà, tình huống bên ngoài là như vậy. Ngươi có biện pháp gì tốt không? Đương nhiên là có biện pháp. Nhưng hắn là bằng hữu mà. Chẳng lẽ ta không phải bằng hữu của ngươi? Hiển nhiên Thiên Nhãn hơi mất hứng. Pháo Thiên Minh thở dài, cuối cùng không dọa dẫm theo kế hoạch, nhanh chóng trả lời tin tức, chui vào nhà dân. Cầm đồ đạc đập bọn họ, thứ nhất là có thể đả thương người, thứ hai chặn đường, chăn bông có lửa là tốt nhất. Pháo Thiên Minh mỉm cười nói với Tinh Ảnh, biện pháp đơn giản như vậy, vì sao bọn họ không nghĩ tới? Tinh Ảnh nhìn thấy tin tức trên nhóm bèn nói, ngươi nghĩ sao? Không phải bọn họ không nghĩ ra, mà là tư tưởng của bọn họ không thay đổi. Ví dụ như hai người đánh nhau, A đánh B đánh một quyền, lúc này B có thể lăn một vòng trực tiếp đấm hạ bộ A. Nhưng người bình thường có làm như vậy không? Người bình thường nhiều nhất là nghĩ cách tránh nắm đấm hoặc là chịu một quyền phản kích. Nhưng nếu đổi lại là người có bản lĩnh thường xuyên đánh đấm thì không giống vậy. Bọn họ cả ngày chỉ nghĩ làm cách nào phản kích hữu hiệu nhất, vừa thấy A xuất quyền tất tự nhiên sẽ lựa chọn phương thức phản kích tốt nhất. Thậm chí đã thành bản năng rồi. Sao ta lại cảm thấy mấy lời này của ngươi giống như đang mắng ta? Cứ như nói ta suốt ngày gài bẫy thiên hạ, cho nên gặp chuyện là chẳng hề suy nghĩ đưa ra ý xấu. Có phải ý này không? Tinh Ảnh đau xót ném ra một đôi ca, ngươi xem, ngươi lại lấy lòng tiểu nhân đo dạ quân tử. Ngươi mà là quân tử, ta là xử nữ. Pháo Thiên Minh đánh tứ quý ba kết thúc ván bài. Tinh Ảnh ném bài nổi giận, không đánh nữa, đồ chơi bẩn mà không biết ngại. Chứng cớ. Pháo Thiên Minh không nhanh không chậm nói. Còn cần chứng cớ, mở đầu ta đánh một đôi ba, ngươi lấy đâu ra tứ quý ba? Ta quên mất, rất xin lỗi, nhưng linh tê nhị chỉ này dùng tốt thật. Pháo Thiên Minh hồi tưởng lại, tự kiểm điểm sâu sắc.
Tinh Ảnh cảm thấy hứng thú hỏi, biểu diễn xem. Phao Thiên Minh tay không, chỉ vào lá át trên đống bài nói, xem kỹ này. Phát động, không thành công, lại phát động, cuối cùng cũng phát động. Tinh Ảnh chỉ thấy Phao Thiên Minh nhích tay một cái. Lá át trên bàn lập tức biến mất, đến tay Phao Thiên Minh. Tốc độ thật nhanh, Tinh Ảnh sợ hãi thán phục. Chiêu này chuyên kẹp ám khí trong thiên hạ, không nhanh sao được. Ám khí gì cũng có thể phá được, ta coi lá át khí bí mật đều có thể phá vỡ. Ta coi lá át đó như ám khí chậm rãi đánh tới, rồi kích hoạt linh tê nhị chỉ. Thế nếu đánh vào người khác thì sao? Không được, chiêu thức này chỉ tập trung vào vật nhỏ, lại chỉ có thể trong tầm tay, cùng. Lắm là kẹp được trùng nho, không có tác dụng thực tế gì. Quan trọng nhất là xác suất phát động của chiêu này chỉ có 33%. Tinh Ảnh tôn kính hỏi, ngài làm thế nào phát hiện ra có thể ăn trộm bài? Vừa rồi chạm vào bài, ta đã nhận ra ngay. Tinh Ảnh vỗ vai Phao Thiên Minh nói, huynh đệ, ngươi xem, sự thật bày ra trước mắt. Ngươi làm chuyện xấu của ngươi không chỉ là một thiên phú, mà còn là bản năng. Mấy thủ đoạn này của ngươi không còn suy nghĩ đến lợi ích, mà chỉ để thỏa mãn tâm địa xấu xa của ngươi. Sắc mặt Phao Thiên Minh tối sầm, một tiếng bịch quấy nhiễu hai người đang nhàm chán. Một đệ tử anh hùng môn không hiểu sao va vào cửa, ngã sấp mặt trước mặt hai người. Phao Thiên Minh tốt bụng đỡ hắn ta dậy, đặt một cước lên mông hắn ta, còn không mau ra ngoài chiến đấu. Anh chàng lập tức ngã nhào xuống một lần nữa, vật lộn mới nói được câu, chết nhiều lắm rồi, hai vị lão đại đừng đùa nữa. Các huynh đệ chết thảm lắm rồi, Thiên Nhãn đã thay đổi chiến thuật, buộc anh hùng môn bỏ thương dùng đao công kích. Vốn dĩ lực lượng tổng hợp đã yếu hơn Hoàng gia Thiên Đường, giờ lại bỏ đi thế mạnh của mình, bị đánh cho tơi tả. Cho dù Ái Niếp Niếp cũng không phải loại tầm thường, nhưng không địch nổi Thiên Nhãn chuyên nghiệp. Luyện, lúc nào cũng có thể tính toán chính xác điểm nào nên tấn công, điểm nào cần hỗ trợ. Chỉ một câu là tả hết, binh bại như núi đổ. Huynh đệ, tên gì? Phao Thiên Minh nhét cho hắn ta một viên thuốc, đỡ ngồi bên cạnh hỏi. Tam gia, người chơi này có vẻ mệt mỏi đáp. Thật lòng mà nói, cái tên này có phần vô sỉ. Ngươi có muốn trả thù không? Phao Thiên Minh thờ ơ hỏi. Muốn thì cứ muốn là được, nhưng mà... Muốn cũng được, đây là mặt nạ, ngươi hóa thành bộ dạng ta đàng hoàng ở lại đây nghỉ ngơi, ta ra ngoài giúp ngươi dẹp yên mấy tên đường nhà ta. Tam gia vừa nghe vậy, nước mắt lưng tròng, nắm tay Phao Thiên Minh nói, trừ trà huynh đệ, đại ca nhà chúng ta nói ngươi nghĩa bạc vân thiên, thật lòng mà nói, chúng ta đánh chết cũng không tin nổi. Nhưng hôm nay, thôi không nói nữa, từ giờ trở đi, trừ trà đại ca bảo chúng ta hướng đông, chúng ta tuyệt đối không đi hướng tây. Vậy đi hướng nam thì sao? Phao Thiên Minh ôn hòa nói, yêu cầu duy nhất, ngươi tuyệt đối không thể tiết lộ chuyện này. Bao gồm cả đại ca, cha mẹ, và toàn dân. Tại sao lại như vậy? Ai? Dù sao ta cũng là nhân viên của người. Mặc dù nghĩa khí giang hồ là trên hết, nhưng quả thật hơi vi phạm quy củ. Ngài thật sự quá vĩ đại. Xin ngài an tâm, cho đến lúc chết ta cũng không bán đứng ngài. Thế thì được, ta đi đây. Phao Thiên Minh cầm lấy loan đao của Tam gia, đội mặt nạ của Tam gia rồi đi ra ngoài. Tinh Ảnh khẽ lật tay lấy ra một bộ bài tú lơ khơ hỏi Tam gia, chơi chút không? Được. Biết võ công gì lạ không? Không biết. Được, vậy chúng ta bắt đầu. Phao Thiên Minh ra khỏi quán trọ là thấy xung quanh PK khí thế ngất trời. Trên mái nhà, phố chợ, nhà dân, thậm chí trên một cái bàn cũng là đao quang kiếm ảnh. Tập trung vào mục tiêu, một trong các hộ pháp Thiên Thiên, cách 12 mét, đang bốn trọi một. Phao Thiên Minh bước đi oai hùng cầm đao xông tới. Gã cao lớn đang bao vây thấy vậy hốt hoảng hô, Tam gia đừng tới đây tự sát, mau đi tìm đại đội. Phao Thiên Minh không để ý, vừa chạy gần thì Thiên Thiên lập tức phân ra hai người ra nghênh đón. Phao Thiên Minh vận 10 thành nội, một chiêu đao hoàn mỹ vô cùng, thiên địa tất sát, không gì địch nổi, ngăn trước chắn sau, mai phục từ phía. Cuối cùng cũng phát ra đao quang rực rỡ. Đao quang lộng lẫy tới mức khiến mọi người gần đó đều dừng tay. Đao không nhanh, nhưng bao trùm hoàn hảo. Người xem như thấy một quả cầu sáng lớn bao phủ hai bang chúng. Đao quang thăng hoa, sắp tới lúc bộc phát, hào quang càng thêm chói mắt. Mọi người trong lòng đều rướm mồ hôi, chờ đợi luồng sáng cuối cùng bộc phát. Đột nhiên, tất cả ánh đao biến mất chỉ trong nháy mắt, kéo theo đó là sinh mạng hai người kia. Không gian tĩnh lặng,
mọi thứ trở lại yên bình, như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Lão Tam, hay lắm! Các huynh đệ anh hùng môn lập tức gieo hò, khí thế dâng cao. Bọn họ nhìn thấy một ánh đao vô địch quét tới hộ pháp Thiên Thiên. Tam gia thật trong quán trọ đỏ mặt, Tinh Ảnh an ủi, vinh dự hoàn toàn thuộc về ngươi, chỉ cần giữ bí mật là được. Ha ha, Tam gia thật cười ngây ngô. Lãnh Nhược Tuyết gọi điện báo Thiên Nhãn, phát hiện cao thủ số 1 phe địch, đường số 2, cẩn thận đề phòng. Lãnh Nhược Tuyết dừng lại, hoảng hốt nói, Thiên Thiên chết rồi, cao thủ kia dùng đao. Đang đi về phía ngươi, mau gọi Lam Sắc bảo vệ ngươi. Nhanh vậy sao? Thiên Nhãn hơi hoài nghi, mình ở phố số 1, cách phố của Thiên Thiên cả một con phố, ở giữa có hàng trăm người chơi phe mình, ngay cả trên mái nhà cũng không ít. Nhưng vừa cúp máy, Thiên Nhãn đã thấy trên phố số 2 đối diện xuất hiện một luồng đao quang cắt qua bức tường, lập tức xuất hiện một lỗ động lớn trong bán kính 1,5 mét vuông. Một người đeo mặt nạ đang lạnh lùng nhìn mình. Đeo mặt nạ là cần thiết, nếu không Thiên Nhãn tinh tường như vậy, không lý do gì không phát hiện sơ hở. Phó Thiên Minh nghĩ đến việc ra tay với Thiên Nhãn và Chân Hán Tử vẫn hơi ngại ngùng. Nếu thịt Lam Sắc thì không có gánh nặng tâm lý như thế. Dĩ nhiên Lam Sắc thì chém không chết được. Có điều y nhanh chóng tìm ra lý do cho mình, vì cứu vớt thiếu nữ lầm lỗi, để ngăn cản cô yêu người không đáng yêu, với tư cách là bằng hữu tuyệt đối không thể từ chối. Cho dù trong lòng day dứt, vì hạnh phúc tương lai của bằng hữu, mình vẫn phải làm. Ta thật quá vĩ đại rồi. Pháo Thiên Minh nghĩ thế, tinh thần phấn chấn trở lại, đao quang quét về phía Thiên Nhãn. Chương 240, Phượng Hoàng Niết Bàn Dục Hỏa Trùng Sinh. Đao quang rực rỡ, Thiên Nhãn tuyệt vọng. Tục ngữ nói rất đúng, từ xưa anh hùng vốn bạc mệnh, từ xưa mỹ nữ có người theo sau. Ngay trong thời khắc lạt thủ tồi hoa này, một giọng nũng nịu vang lên. Bên trái Pháo Thiên Minh, Thiên Sơn Lục Dương trưởng. Pháo Thiên Minh kinh hoàng, quả nhiên là Vũ Lý Hoa, cả người lẫn trưởng lao vào màn đao, nhắm thẳng lên đầu y. Trong lòng Pháo Thiên Minh thét lớn, không được. Vội vã thu đao, chưa đao này hiện giờ có chém được Vũ Lý Hoa không, cho dù có chém chết cũng không dám ra tay. Vì sao không dám ra tay? Nhìn Lam Sắc là biết, nếu có thể không đắc tội với nữ nhân thì tốt nhất là đừng đắc tội. Mười thành nội lực hộ thể, bùng một tiếng, Vũ Lý Hoa Hoa xuất trưởng đánh thẳng vào ngực Pháo Thiên Minh, hất bay hắn lên không trung. Vũ Lý Hoa tranh thủ định đuổi cùng giết tuyệt, thần bò khởi động, theo sát Pháo Thiên Minh đang lơ lửng giữa không trung. Bùm bùm, lại hai trưởng chính xác nhắm vào mục tiêu. Tiếp đó, hai người cùng rơi xuống trong nhà dân, Vũ Lý Hoa hét lên điên cuồng, Thiên Sơn. Pháo Thiên Minh không để ý tới thương tích, vội vàng ép nội lực nói, Hoa Hoa dừng tay. Giọng nói thật quen tai, chửi chà, tên khốn kiếp kia, dám dùng thủ đoạn này để mê hoặc ta, coi ta đánh đây. Trong làn Vũ Lý Hoa, Hoa Hoa hơi ngớ ra nhưng lập tức lại bắt đầu điều chỉnh trạng thái. Pháo Thiên Minh nhìn Lục Dương trưởng càng lúc càng đến gần đầu mình, rơi vào suy nghĩ sâu sắc, bản thân quá xem thường hành động của cao thủ, đó là sai lầm. Bản thân nên xem thường đối thủ về mặt chiến lược, nhưng lại coi trọng đối thủ trong chiến đấu. Y không nói thêm, vì y nghĩ đến một vấn đề nghiêm trọng, nếu mở miệng thì phải giải thích thế nào. Nếu đổi thành Tinh Ảnh và Vô Song Ngư thì hai người sẽ lập tức hiểu ngay. Hơn nữa, họ còn có thể tích cực tham gia hành động cao cả của phe quốc tế cộng sản chống lại tư bản bóc lột. Nhưng Vũ Lý Hoa thì khác, đầu óc của cô nàng hoàn toàn khác mình. Cô nàng này hoàn toàn không hiểu được bản chất sự việc cũng như sự vĩ đại của y. Ngược lại, rất có thể Vũ Lý Hoa sẽ khuyên hắn từ bỏ cách mạng của mình để quy phục bóng tối của chế độ tư bản. Nếu không chịu sẽ đánh tới chịu. Ngay khi Pháo Thiên Minh chờ cái chết, Lục Dương trưởng của Vũ Lý Hoa đang đánh tới trước mặt y thì đột nhiên dừng lại. Trong ánh mắt kinh ngạc của Vũ Lý Hoa, cô hóa thành ánh sáng trắng. Diễn viên quần chúng của Hoàng gia Thiên Đường cười khẩy nói, 500 tiền đã về tay. Huynh đệ à, xin lỗi nhé, giờ phải giết ngươi rồi. Nói rồi rút kiếm đâm thẳng xuống. Pháo Thiên Minh thở dài, lập tức hiểu ra mọi chuyện. Tên này kia chính là thuộc hạ của ai đó, rất có thể là gián điệp của Huyết Ảnh. Hắn đã ký kết hiệp ước trả 500 tiền thật cho mỗi cao thủ bị giết. Gặp phải cao thủ lạc đàn như thế này quả là hiếm có, nên hắn lập tức tận dụng thời cơ Vũ Lý Hoa không phòng bị. Mặc dù bị thương nặng, Pháo Thiên Minh vẫn là Pháo Thiên Minh. Đối thủ là Vũ Lý Hoa là một chuyện, còn đối thủ là kẻ khác thì lại là chuyện khác.
một chiêu Nhạn Phi tránh kiếm, sau đó vung đao đâm thẳng tên diễn viên quần chúng kia. Thế này, là sao? Bản thân là nội gian, lại có nội gian muốn giết mình. Bản thân khinh bỉ nội gian cùng thân phận với mình nên giết tên nội gian này đi. Tại sao lại khinh bỉ? À, do hợp đồng của bản thân trả 5.000, còn tên kia chỉ có 500. Làm nội gian vì 5.000 và vì 500 là khác nhau về bản chất. Huống hồ, hành vi của bản thân còn có mặt rất vĩ đại. Phó Thiên Minh chạy trốn, phía sau đuổi theo giáo giết. Huynh đệ trong anh hùng bang đã tử trận 2/3, chỉ còn 70 người cầm cự ở ngã tư phố đông, hoàn toàn không có khả năng yểm trợ hỏa lực cho Pháo Thiên Minh giả dạng làm tam gia. Lúc này, Pháo Thiên Minh đang phải sử dụng cách chạy trốn vất vả nhất, không thể dùng đến khinh công tuyệt đỉnh, chỉ có thể mở hai thành nội lực để chạy. Khi quân địch đuổi sát thì tăng thêm nội lực, khi cách xa thì giảm bớt nội lực. Dựa vào thân pháp, chạy đến phố đông cũng thật không dễ dàng, vừa nhìn thấy Ái Niếp Niếp cưỡi ngựa qua lại phối hợp tác chiến. Ái Niếp Niếp thấy Pháo Thiên Minh liền vội vàng hô to một tiếng, kỵ binh xông lên một, ứng cứu tam gia. Trong phạm vi này, anh hùng bang vẫn có quyền lên tiếng, bốn kỵ binh ứng tiếng nhảy lên ngựa, lao đến cứu viện. Pháo Thiên Minh đến bên cạnh Ái Niếp Niếp, kéo tên này lại gần, sau đó vội vàng nói bên tai hắn, đốt, đốt hết cả trấn. Ái Niếp Niếp vừa nghe lời này, như âm thanh của trời cao vọng vào tai, khiến hắn lập tức tỉnh ngộ. Bèn gấp gáp ra lệnh, mọi người châm lửa đốt tất cả nhà cửa có thể đốt được. An toàn là trên hết, tiểu kỵ binh bảo vệ an toàn cho người đốt lửa. Lên! Kế sách thật cao minh, đốt sạch nhà cửa là thành đất bằng, kỵ binh trên đồng bằng mới là vương giả. Cho dù đốt không phẳng, trong nhà dân cũng khó lẩn trốn được, quan trọng nhất là kỵ binh có thể nhanh chóng vượt qua đám cháy, còn người thì khó khăn hơn nhiều. Ái Niếp Niếp hồi hộp nắm tay Pháo Thiên Minh, nhỏ giọng hỏi, chà ca, ngài đang diễn cảnh gì vậy? Chẳng lẽ là Quan Vân Trường một mình năm ải? Ta với Quan Nhị ca vẫn còn chênh lệch một chút, dù sao ta còn trẻ hơn hắn, thành tựu kém đi một chút cũng là bình thường. Pháo Thiên Minh hạ giọng hỏi, sao ngươi biết là ta? Che mặt, giọng nói, lại thêm ý xấu, không còn ai khác. Giữ bí mật, giữ bí mật. Đương nhiên, đương nhiên. Trong trấn Vô Danh, ngoại trừ hai đầu phố, khắp nơi đều là kiến trúc, đây cũng là do hệ thống bố trí, quá dễ ẩn nấp. Giờ phút này, ngọn lửa lớn bắt đầu lan tràn từ phía đông, trước tiên ngăn chặn đội quân của Hoàng gia Thiên Đường tiếp tục tiến công. Anh hùng bang phái ra 5 người cảm tử, xông vào phố số 1 và 2 phóng hỏa khắp nơi. Cộng thêm kết cấu gỗ, ngọn lửa bùng cháy dữ dội không thể dập tắt. Lãnh Nhược Tuyết vội vàng gọi mọi người rút lui tập hợp ở phía đông. Giữa biển lửa, Tinh Ảnh thản nhiên ném ra một loạt bài, nói với tam gia đang hoảng loạn, sợ rồi à? Không, không có. Tam gia lau mồ hôi lạnh, vô cùng thán phục thái độ bình tĩnh của Tinh Ảnh, nhưng nếu không xông ra ngoài, e rằng chúng ta sẽ bị nướng chín mất thôi. Sinh ra ở đời ai mà chẳng chết. Tinh Ảnh lạnh lùng ném thêm một loạt bài nữa rồi nhắn tin cho Lãnh Nhược Tuyết, ta và Trừ Trà đang trốn trong vại nước, không sao đâu. Lời ngươi nói cũng đúng, nhưng chẳng phải chúng ta vẫn còn hy vọng sống sót à? Nếu hy sinh một cách mù quáng như vậy, e rằng có lỗi với mọi người. Ngươi có biết Phượng Hoàng Niết Bàn, dục hỏa hồi sinh không? Ngươi có biết chiến sĩ vô sản sẽ bất tử trong ngọn lửa không? Ngươi có biết cao thủ rèn luyện như thế nào không? Ví dụ Trừ Trà vì sao có thể trở thành cao thủ? Bởi vì hắn từng bị hỏa kỳ lân thiêu đốt 2 lần. Chân hắn tử trở thành cao thủ là vì đã chết đuối 2 lần, Dương Quá đứt một tay thành đại hiệp. Hạ Hầu Đôn mù một mắt trở thành danh tướng. Ông trời giao phó trọng trách cho người nào? Tóm lại là trước khi trở thành đại hiệp, ngươi phải thanh toán tiền bạc cái đã. Tổng cộng đánh 20 ván, mỗi ván 10 vàng, 20 ván ngươi thua sạch, hơn nữa mỗi lần đều bị nhân đôi, 2 ván không bài thì miễn tính, tổng cộng. Ngươi đưa 400 vàng là được. Chân tam gia lau mồ hôi lạnh. Trừ Trà ngay thẳng và Tinh Ảnh tham tài, tin đồn giang hồ quả nhiên không đáng tin cậy. Ái Niếp Niếp kéo Pháo Thiên Minh sang một bên hỏi, bây giờ phải làm sao đây? Hiện tại ta chỉ còn 50 người, đường chủ đã chết sạch. Bọn chúng vẫn còn hơn 100 người, lực lượng chủ chốt vẫn đông đảo, cho dù giao chiến chính diện e rằng cũng không chống đỡ nổi. Vậy thì tổ chức một đội cảm tử 10 mấy người, thừa dịp ánh lửa và khói đen bốc lên xông qua giết bớt. Sau đó lại chuẩn bị một đội cảm tử mai phục, đợi khi chúng đuổi giết đội thứ nhất vào trong làn khói, thì lập tức xông ra tấn công.
Ái Niếp Niếp lệ rơi đầy mặt, đây không phải bang hội của ngươi nên mới coi đội cảm tử lại rẻ mạt hơn cả cải. Cứ giày vò qua lại như thế, e rằng vốn liếng sẽ nhanh chóng cạn kiệt, đến lúc đó biết làm sao đây. Phó Thiên Minh kinh ngạc hỏi, gì cơ? Chẳng lẽ ngươi vẫn còn muốn thắng à? Ái Niếp Niếp kiên định gật đầu, ánh mắt tràn đầy hy vọng. Phó Thiên Minh dứt khoát từ chối, quá vô lý rồi, căn bản là không thể nào. Ngươi chỉ cần nói một điểm thôi, ngươi làm sao giết được tên Lam Sắc kia? Cái này không thành vấn đề. Ái Niếp Niếp thần bí chỉ xuống bên cạnh nói, ở đây có cái hố sâu 10 mét hố, bây giờ chúng ta đi lên không có việc gì, nhưng mà chờ Lam Sắc tới gần, ta sẽ kéo dây thừng rút lá sắt ra. Sau đó mọi người cùng nhau hỗ trợ lấp hố lại. Chôn sống à? Phó Thiên Minh kinh hoàng bổ sung, đầu tiên phải chọn một tảng đá lớn, trước hết đập choáng rồi mới chôn xuống. Nếu không cho dù khinh công của người ta không tốt vẫn có thể dẫm đất trèo lên. Tốt nhất có thể bắt thêm vài con rắn, ta sẽ sai người đi chuẩn bị. Đội cảm tử đầu tiên không thay đổi, ta theo đội cảm tử thứ hai, xuất phát, lôi kéo Lam Sắc đến cái bẫy. Chử trà, ngươi tính toán với chủ thuê như thế, trong lòng có áy náy không? Phó Thiên Minh u ám đáp, đương nhiên rồi, nhưng vì bằng hữu, vì tình hữu nghị, ta hy sinh một chút cũng không tính là gì. Dĩ nhiên không thể hy sinh thì đừng hy sinh, cứ để nỗi day dứt nặng nề này bao trùm cả đời ta, coi như sự trừng phạt với chính mình. Ta, Ái Niếp Niếp bỗng thấy muốn cùng Chử Trà hợp tác với Lãnh Nhược Tuyết. Ngọn lửa cháy khắp trấn nhỏ, đội cảm tử 10 người dùng áo quần bịt miệng mũi, ánh mắt toát lên vẻ kiên nghị. Dục hỏa trùng sinh, sau trận chiến này, bất luận thắng bại, từ nay về sau bọn họ không còn cô đơn. Phó Thiên Minh nhìn các dũng sĩ thở dài, có thêm kiến thức cứu hỏa là rất quan trọng. Nghe nói trong đám cháy càng cao thì nhiệt độ càng gay gắt, khói bay lên trên, lửa quấn quanh giữa không trung. Chiều cao của người cộng với ngựa, thôi mình bỏ đi cho nó an toàn. Ái Niếp Niếp vung tay hô hào, các huynh đệ. Có một số người đã chết nhưng họ vẫn còn sống, có một số người tuy còn sống nhưng thực ra đã chết. Các rất vinh quang, cũng rất dũng cảm. Bởi vì các vị chính là người chết nhưng sẽ sống mãi kia, ta tuyên bố, đội cảm tử hoạt tử nhân xuất phát, diệt sạch sinh vật ở phố Tây. Các bạn vừa nghe xong tập 24 của bộ truyện Võ Lâm Bá Đồ của tác giả Hà Tả tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.